nhà trường đã đăng ký lựa chọn và sử dụng sách tiếng Anh lớp 11 English Discovery thì vui lòng đăng ký giúp em để bên phía công ty giáo dục cánh buồm mà lên kế hoạch và chuẩn bị gửi tặng các thầy cô, những nhà trường những cái bộ sách giáo viên, sách học sinh cùng những các cái tài nguyên đi kèm ạ. Vâng, hiện tại trong phòng Zoom của chúng ta đã có khoảng trên dưới 30 quý thầy cô giáo rồi ạ. Chắc là chúng ta sau 5 phút nữa thôi sẽ bắt đầu buổi hội thảo với đầy đủ hơn và đông đảo hơn quý thầy cô giáo tại địa phương của chúng ta. Xin cảm ơn quý thầy cô.
mấy chưa liên quan gì hết. Mở to nào. Vâng, chúng ta đã có 30 điểm cầu và cũng đã đến giờ bắt đầu, thì em xin phép các thầy cô xin tự giới thiệu lại. Em là Phan Anh Nam, đại diện của công ty giáo dục Cánh Buồm, đơn vị phát triển và phát hành cái bộ sách tiếng Anh English Discovery. Và hôm nay thì lời đầu tiên em xin gửi lời chào và cảm ơn tới ban lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam cùng toàn thể quý thầy cô đã tạo điều kiện và cho phép phối hợp triển khai cái buổi tập huấn hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 English Discovery, và để thay mặt nhà xuất bản cũng như công ty giáo dục Cánh Buồm chia sẻ tới quý thầy cô những cái nội dung, những các cái phương pháp và cách khai thác bộ sách tiếng Anh lớp 11 English Discovery. Chúng em có mời chuyên gia là thầy Phan Trọng Khôi, chuyên gia đào tạo của nhà xuất bản Pearson, để đồng hành, để chia sẻ cũng như là thông tin tới quý thầy cô tất cả những cái nội dung liên quan đến bộ sách cũng như là cách khai thác sử dụng và làm sao để triển khai nó một cách hiệu quả nhất. Và thêm một thông tin nữa thì em cũng có tiếp nhận cái thông tin bên phía phòng giáo dục trung học của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nam về công tác điểm danh. Tuy nhiên thì sau đây thì theo như quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm nay thì kết thúc cái buổi tập huấn này chúng ta sẽ có một cái bài thu hoạch. Thì bài thu hoạch này thì phần sau cái sau phần giờ giải lao em xin phép chia sẻ với quý thầy cô và đề nghị thầy cô chúng ta hoàn thành cái bài thu hoạch này để chúng em báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo, cũng coi như là một phần của cái công tác điểm danh. Và sau đây thì em xin phép mời thầy Phan Trọng Khôi lên thay mặt nhà xuất bản Pearson và công ty giáo dục Cánh Buồm thực hiện nội dung chương trình. Xin cảm ơn quý thầy cô ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn phần giới thiệu của anh Phan Anh Nam. Một lần nữa, cô xin trân trọng cảm ơn sự sắp xếp của các cấp tổ chức, các cấp lãnh đạo và đặc biệt là sự tham gia đầy đủ của quý thầy cô giáo tại địa phương của chúng ta. Trong phần làm việc chiều nay, mọi người bên đây, cô xin phép được trước tiên là chia sẻ màn hình của mình. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những đặc điểm chính của sách tiếng Anh 4, English Discovery, vốn là một thành viên trong hệ sinh thái trải dài từ cấp độ tiểu học cho tới trung học cơ sở và trung học phổ thông. All right, we're gonna move on. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Dưới trên màn hình. Pum, 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 pum. Ok, all right. Thực ra có một số trục trặc, ở đây, chắc là quý thầy cô giáo đợi Khôi một tí xíu. Một số trục trặc ở đây về file mà Khôi được share. Khôi sẽ share lại cái slide ở đây. Nó chỉ là cái con số thôi. Thì Khôi xin nhắc lại một nữa, đó là sách tiếng Anh lớp 11 hoặc là sang năm tới đó là lớp 12 của chúng tôi đều là thành viên trong một cái hệ sinh thái trải dài từ các cấp độ 1, 2, 3, 4 ở cái nhóm tiểu học cho tới 6, 7, 8 ở cái nhóm trung học cơ sở. Và năm nay, đối với lại sách tiếng Anh lớp 11 thì chúng ta ngày hôm nay có dịp được làm việc với nhau, và Khôi xin phép lại một nữa được phép chia sẻ những cái nội dung quan trọng nhất đến lại quý thầy cô giáo. Như trên màn hình, quý thầy cô giáo cũng có thể bắt đầu tương tác lại Khôi. Thì trong phiên làm việc này, ngoài những cái nội dung về mặt học thuật,
Về phần giới thiệu introduction, Khôi cũng mong rằng quý thầy cô giáo sẽ cùng tương tác lại Khôi thông qua một loạt những cái activities. Khôi cũng sẽ present những cái slideshow PowerPoint đến từ những cái bài học cụ thể, đến từ những cái resources được biên soạn bởi nhà xuất bản Pearson và công ty Cánh Bướm. Thì mong quý thầy cô giáo địa phương của chúng ta sẽ cùng tương tác trực tiếp lại Khôi. Alright, và Khôi xin phép được chia sẻ toàn bộ màn hình của mình đến lại quý thầy cô giáo. Alright, như trên màn hình, chúng ta sẽ đi qua những phần đầu tiên là giới thiệu tổng quan, sau đó là cấu trúc sách, bài học, đặc điểm nổi bật và tài nguyên dạy và học. Thì như cô đã chia sẻ, quý thầy cô giáo có thể thấy trên màn hình chúng ta có English Discovery 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và năm nay là 8, 10, 11. Thì sách tiếng Anh lớp 11, English Discovery là một thành viên trong hệ sinh thái dành cho cả 3 cấp độ. Cấp độ tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Hiện tại thì nhà xuất bản Pearson và công ty giáo dục Cánh Bướm đã và đang cộng tác với trên dưới 40 tỉnh thành xuyên suốt lãnh thổ của chúng ta. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Chúng ta sẽ cùng di chuyển sang những slide tiếp theo. Trong slide tiếp theo thì chắc là quý thầy cô giáo cũng sẽ không khó để nhận ra nguyên tắc thiết kế của bộ sách và những từ cụm từ rất quen thuộc liên quan tới, for example, là những cái năng lực của thế kỷ thứ 21 nè. Rồi chúng ta có the familiar four C's, đó là collaboration, communication, critical thinking và creativity. Next, everybody, sách cũng có phần phát triển những năng lực giao tiếp khác như là discourse competence, strategic competence, grammatical competence và social linguistic competence. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo rất nhiều ạ. Và còn gì nữa, Khôi có thể tiếp tục chia sẻ đối với lại quý thầy cô giáo như trên màn hình. Chúng ta sẽ thấy về mặt nội dung tổng quan được quy định bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo thì chúng ta có các cái nội dung như là cộng đồng của chúng ta, di sản của chúng ta, thế giới của chúng ta, tầm nhìn tương lai. Trong sách tiếng Anh lớp 11, English Discovery, thì quý thầy cô giáo nhìn vào cái cột bên tay trái, mình sẽ thấy những cái topic đó là lối sống lành mạnh, cuộc sống tự lập, Việt Nam và ASEAN, sự nóng lên toàn cầu, vân vân và vân vân, trải dài từ Unit 1 cho tới Unit 9. Chúng tôi có specify tên của các cái unit cụ thể đây. Alright, về phần định hướng giảng dạy, mình có phần kiến thức ngôn ngữ, các kỹ năng quan trọng của thế kỷ thứ 21. Alright. Cấu trúc sách, đây là cái phần Khôi tin chắc rất là quan trọng. Từ trên xuống dưới và từ trái sang phải, mình có các cái topics đó là eat, drink and be healthy, rồi tới get well, rồi tới global warming, rồi tới planet Earth, rồi tới heritage science, rồi tới on the go, rồi tới independent learning, rồi tới cities of the future, rồi tới good citizens. Ok, thì để thay đổi không khí của chương trình, chúng ta có thể chơi một cái game được không, quý thầy cô giáo? I'm gonna spell a random word. Khôi sẽ đánh vần một cái từ bất kỳ đang xuất hiện trên màn hình. Đó chính là một trong những cái topics của chúng ta. Thí dụ Khôi sẽ đánh vần cái từ P-L-A-N-E-T. Đó là cái từ planet. Thì quý thầy cô giáo sẽ nghe cái spelling của Khôi và quý thầy cô giáo đánh máy cái từ planet vào trong cái phần meeting chat thì Khôi sẽ cùng theo dõi và cứ mong là quý thầy cô giáo sẽ tương tác trực tiếp lại Khôi. Chúng ta sẽ có những phần tương tác sôi động với nhau trong suốt buổi hội thảo này nhé quý thầy cô giáo ơi. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo rất nhiều. Và từ đầu tiên Khôi sẽ đánh phần đó là từ, không biết là nó nằm ở topic số mấy, unit số mấy này, từ đầu tiên Khôi đánh vần nó sẽ là ten 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 F U T U R E F U T U R E. Đó là từ nào quý thầy cô giáo ơi? Đó chính là ten 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 future. You got it. Xin cảm ơn Mensa School. Xin cảm ơn Mensa School rất nhiều ạ. Đó chính là từ future. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Từ số 2, con sẽ tiếp tục đến vần nhanh quý thầy cô ấy. The second word. G L O B A L. G L O B A L. Đó là từ gì quý thầy cô giáo ạ?
Global, great. Tuyệt vời, xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Từ tiếp theo luôn nha quý thầy cô giáo ơi. Ten 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 ten. H E R I T A G E. H E R I T A G E. Heritage, heritage, and heritage. Tuyệt vời. Heritage. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Hoàn toàn chính xác. Và ngay bây giờ đây chúng ta sẽ thi một cái game. Hoạt động này nó chỉ đơn thuần là phản xạ thôi. Khôi sẽ nói to một cái cụm từ. Thí dụ Khôi nói global warming thì nó tương đương với lại unit number 3. Thì quý thầy cô giáo sẽ đánh máy con số 3. 3, 3 vào trong màn hình. Khôi chỉ muốn xem là ai là người nghe phản xạ và đánh máy nhanh nhất thôi. Chúng ta sẽ cùng tương tác để mà mình nhớ được tên của những cái chủ đề của các cái unit trong sách giáo khoa của chúng ta nha quý thầy cô giáo. Vâng, và chủ đề đầu tiên sẽ là good citizens. What number is it? Good citizens. Good citizens. 999. Xin cảm ơn Mensa School Hà Nam, Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Khuyến Hải, Biên Hòa. Xin cảm ơn ạ. Phản xạ rất nhanh. Cụm từ tiếp theo, cái topic tiếp theo, 10, 10, 10, 10, planet Earth, planet Earth, planet Earth, planet Earth, great, number 4, number 4, number 4, xin cảm ơn quý thầy cô giáo rất nhiều ạ. Next, 10, 10, 10, 10, heritage science, heritage science, heritage science, heritage science, number five, 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 five. Tuyệt vời. Phản xạ rất nhanh quý thầy cô giáo ạ. Tiếp theo luôn nè. Eat, drink and be healthy. Eat, drink and be healthy. One. Tuyệt vời. Next luôn nha quý thầy cô giáo ơi. Ten, 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 ten. Cities of the future. Cities of the future. Cities of the future. Number eight, you got it. Number eight, number eight. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Và ngay bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng đi qua những nội dung tiếp theo cho mỗi một cái unit. Thì các lesson trải dài từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, mình lần lượt có lesson one, vocabulary; lesson two, grammar; rồi tới listening, rồi tới reading, rồi tới grammar, rồi tới use of English, rồi tới writing, speaking và review. OK? Rồi, có nhắc lại nha, chúng ta có vocabulary, rồi tới grammar, rồi tới listening, rồi tới reading, rồi tới grammar, rồi tới use of English, rồi tới writing, rồi tới speaking và review. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Next. Pum, 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 pum. Đây là một số đoạn trích từ trong sách giáo khoa của chúng ta. Lesson 101, vocabulary. OK. Chúng ta có phần mục tiêu bài học, có phần ngữ cảnh, và mình có phần collocation exercises, những cái bài tập liên quan tới cách kết hợp từ. Và cho dù mình dạy từ vựng hay là mình dạy grammar hay là mình dạy reading, sẽ luôn có những communicative tasks, những speaking tasks hoặc những writing tasks ở cuối buổi học của chúng ta. Thì nên chăng chúng ta sẽ tìm hiểu qua một số bài học cụ thể. Tới cái giai đoạn này thì Khôi muốn là quý thầy cô giáo có thể cùng với lại Khôi mình tìm hiểu một số tài liệu cụ thể đã được biên soạn và cũng sẽ được chia sẻ đến tận tay của quý thầy cô giáo. Khôi lấy ví dụ ngay bây giờ đây, trên màn hình của chúng ta chính là cái lesson plan mẫu của lesson 1, unit 1. Unit 1 đó là eat, drink and be healthy. Và lesson 1 đó là vocabulary. Chúng ta sẽ có phần mục la mã ở đây, đó là objectives. So, by the end of this lesson, students are expected to achieve the following objectives. Knowledge. Thí dụ, các cái từ liên quan tới đồ ăn thức uống. Collocation, như là go on a detox, for example. Live on, keeping shape. Competencies, thì mình sẽ có những cái competencies tổng quát liên quan tới những cái kỹ năng quan trọng của thế kỷ thứ 21. Mình có những cái specific competencies như là use the words and phrases to talk about their household chores, okay? Các cái qualities như là being hardworking,
an attentive class, have a positive attitude towards the lesson and have the motivation to have healthy notes. Okay. Chúng ta cần chuẩn bị gì? Textbooks, PowerPoint slides, TV, projector, loudspeaker, textbooks and notebooks. Okay. Ở đây chúng ta cũng sẽ bắt gặp trong cái lesson plan một cái word list được biên soạn bởi chúng tôi. Và bên dưới cái word list chúng ta có những cái assumption, anticipated difficulties, commonly solutions, board plan, okay, warm up chúng ta sẽ có hoạt động gì, game, with car racing game, từ mới sẽ được dạy accordingly, sau đó mình sẽ có một cái phần hai là mà liên quan tới reading, comparing và activity 4. Cái activity cuối cùng trong cái phần hai là mã này đó là complete the sentences. Và cái production của chúng ta dựa sát theo cái nội dung ở trong giáo trình, nó sẽ là một cái communicative task. Number 3, với cái con số ba là mã production ở đây, chúng ta sẽ yêu cầu các học sinh write a manual. Và trong cái flow bài dạy của chúng tôi, khi mà chúng ta chuyển sang phần 4 là mã homework, thì các học sinh sẽ do the exercises in the workbook, prepare unit 1, lesson 2 và grammar 1. Di chuyển sang phần tiếp theo, procedures, thì quý thầy cô giáo cũng có thể thấy trong lesson plan của chúng ta có 5 cái columns, 5 cái cột trải dài từ trái sang phải, nó lần lượt là stage A, procedure, interaction và time. Alright? Các cái stage, các cái giai đoạn ở đây, quý thầy cô giáo cũng có thể thấy lần lượt từ trên xuống dưới, đó là warm up. Okay? Rồi tới lead in. Next, presentation. And then practice. Và cuối cùng đó là production. Okay? Thì tất cả những cái lesson plan như thế này, nó là cái kim chỉ nam để chúng tôi biên soạn nên những cái slideshow PowerPoint mà quý thầy cô giáo sẽ trực tiếp sử dụng trong những năm học tiếp theo đây. Và ngay bây giờ đây, Khôi cũng muốn mời quý thầy cô giáo cùng tham khảo qua những cái slideshow PowerPoint đã được biên soạn bởi nhà xuất bản Pearson và công ty giáo dục Cánh Vườn. Xin quý thầy giáo lại cùng tập trung lên trên màn hình để tương tác lại Khôi ạ. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo rất rất nhiều. Alright, thanks a lot. We're gonna just move on to the next part of the lesson. Phần tiếp theo. Alright, Khôi lại share màn hình. Và cái lesson ở đây như Khôi đã nhắc từ nãy tới giờ và như Khôi đã show trong cái lesson plan, đó chính là Unit 1 Vocabulary. Okay. What about the objectives of the lesson? By the end of the lesson, students are able to. Chúng ta có những cái objectives đã được liệt kê ở đây. Và còn gì nữa? Với hoạt động warm up này, chúng ta sẽ activate students' prior knowledge of food and particularly fruit and vegetables. Chúng ta cũng sẽ arouse a positive classroom atmosphere. Okay. Rồi, quý thầy cô giáo. Start. All right, check it out. Okay, pum 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 pum. That may look like a room. We're gonna divide students into 5 teams. Each team chooses the question. When a team gives the quickest correct answer, click their team's color button to move their card. 3 correct answers will cross the finish line and win the race. Okay, let's play everybody. Rồi, chúng ta có các câu hỏi để mà cho các đội có thể tuần tự trả lời. Thì trong lớp, mình có thể chia các em học sinh thành các đội như là màu vàng, màu xanh dương, cam, màu hồng và màu xanh lá cây. Mình có thể group các bạn theo vị trí của chỗ ngồi, đúng không quý thầy cô giáo? Và chúng ta cùng tương tác, chúng ta thử trả lời một số câu hỏi đây nha quý thầy cô giáo ơi. Question number 1. Look at the picture. What's the job? Thank you. Pum 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 pum. So, the correct answer is A, for example. Pum 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 pum. So, thì khi các đội accordingly sau cái
phần thời gian được đếm ngược cung cấp đáp án cho chúng ta, thì chúng ta sẽ biết được à đội nào là cái đội chiến thắng, score được cái điểm số ở đây. Thì thí dụ là đội màu vàng thì chúng ta sẽ click vào biểu tượng này để cho cái đội màu vàng di chuyển thêm một nấc trong cái đường đua trên màn hình, đúng không quý thầy cô giáo? Và bây giờ chúng ta cùng di chuyển sang câu hỏi số 2 nha. Question number 2, check it out. The card of fruit is green on the outside and red on the inside. Dark, thời gian cũng đã hết. Thì các đội cũng sẽ trả lời. Ta cũng sẽ, for example, mình click vào đâu? Ánh đi. Nó sẽ không không còn C, A, mình click vào D là một người mình cũng thấy một tiếng chuông tích cực nó vang lên, một cái hồi chuông rất là tươi vui vang lên, và cái icon watermelon nó vẫn hiện sáng lên, nó không có bị ẩm đi. Chúng ta cũng có thể là một lần nữa keep raising, và trong cái lượt này chẳng hạn đội màu hồng là đội ghi được một điểm thì mình sẽ di chuyển cái chiếc xe của đội màu hồng lên một nấc nữa trong cái đường đua trên mặt của chúng ta. Chúng ta cùng trả lời thêm một số hỏi khác nha quý thầy cô giáo ơi. Question number 3, check it out. Ten 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 ten. Tuyệt vời. Tôi thấy rất là nhiều thầy cô giáo đã tương tác trực tiếp là khui trong cái phần meeting chat rồi. Và tương tự giống như vậy. Thì cô nghĩ đây là những cái câu hỏi không làm khó được quý thầy cô giáo. Chắc chắn là như vậy rồi. Vậy thì nên chăng quý thầy cô giáo lại cùng khui tham gia một vài cái hoạt động warm up khởi động khác? Liên quan tới cái chủ đề đó là food, đồ ăn thức uống đi ha. Thì Khôi cũng có chuẩn bị một cái hoạt động khác, một hoạt động riêng để quý thầy cô giáo có thể cùng tương tác lại Khôi. So I'm gonna utilize the spinning wheel. Khôi sẽ dùng cái spinning wheel này. Khôi sẽ quay cái wheel này. Vậy khi nó dừng lại ở cái chữ cái nào thì các thầy cô có thể đánh máy giúp cho Khôi nhanh nhất có thể một cái từ liên quan tới chủ đề food and drink. Ok. Đồ ăn và đồ uống. Ok. Cái từ đó nó có thể là danh từ một cái món ăn, một cái loại đồ uống. Cái từ đó nó cũng có thể là tính từ. Ngon, for example, dở, cay, mặn, ngọt, for example. Cái từ đó nó cũng có thể là một cái động từ. Fry là chiên, saute là xào. Tất tần tật những gì liên quan tới food and drink. Các thầy cô cứ cảm thấy thích hợp thì nên mang giúp cho Khôi. Có thể là danh từ, động từ, làm tính từ. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo rất nhiều. Tan 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 tan, Khôi bắt đầu spin cái wheel này nha. Thanks. Can you think of any word beginning with you and related to food and drink? Từ nào bắt đầu bằng you mà liên quan tới food and drink là quý thầy cô giáo? Cho Khôi một từ được không ạ? Pum 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 pum, cho Khôi một từ được không ạ? Any word? Can you think of? Chúng ta cùng di chuyển sang những cái chữ cái tiếp theo nha. Alright, Khôi nghĩ là you thì nó cũng hơi hiếm. Thì Khôi lại click vào cái spin wheel này. Quý thầy cô giáo cứ tiếp tục tương tác nhanh mạnh chính xác với lời tiếng nhạc. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo rất nhiều. Thì chúng ta có cái từ nào liên quan tới food and drink không quý thầy cô giáo? Ví dụ pizza, tortilla, bread. Xin cảm ơn Mensa School. Còn gì nữa không ạ? Còn từ nào nữa không ạ? Ok, rồi Khôi lại tiếp tục spin the wheel. Ten 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 ten. So what is it? Onion, great. Thank you. Orange. Xin cảm ơn trường Bình Lục. Xin cảm ơn trường Mensa School. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo rất nhiều ạ. Còn từ nào nữa không ạ? Chúng ta có một cái tính từ nè. Đây là một cái hot
keyword trong các cái xu hướng đồ ăn thức uống hiện tại mình có organic. Cô cũng thấy cái từ overcooked rất hay, rất chính xác. Okay, these days people prefer organic food, for instance. Đúng không, quý thầy cô giáo? Xin cảm ơn quý thầy cô giáo rất nhiều ạ. Next. Tan 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 tan. So, G, 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 everybody. Which word can you think of? Ginger, thank you. Gừng, all right. Garlic, grocery. Xin cảm ơn từ từ cái meeting chat, tôi thấy được các trường như là trường Duy Tiên, all right, trường Lý Thường Kiệt, trường Bình Lục. Okay, xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Alright, chúng ta có green, grocery, garlic, ginger. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo rất, 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 rất nhiều. Chúng ta có genetically modified. Alright, à, thực phẩm mà được biến đổi gen. Tuyệt vời, đó là một cái cụm từ rất là hay. Xin cảm ơn trường trung học phổ thông chuyến Biên Hòa. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo rất nhiều. Chúng ta cùng di chuyển sang một vài chữ cái tiếp theo nha. Tên, 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 tên. What about D, everybody? What about D? Then, which words can you think of? D. So we have diet. It's a great word. We have durian. Wonderful. Anything else can you think of? Then, Okay. Great. We're gonna just move on. Right. Chúng ta di chuyển sang đi. Được chữ cái tiếp theo nha quý thầy cô giáo ơi. O rồi. G rồi. H. Đây. What about H? Lượt chữ cái này H thì quý cô giáo có thể nghĩ ra từ gì ạ? Quý thầy cô giáo có thể nghĩ ra từ gì ạ? Ten, 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 ten. Which word can you think of? We may have diet already. Cho cái chữ cái D, ham, và tới hamburger. Rồi tới mình có thể nghĩ tên như là hot, hot and spicy food, for instance. Ok, tuyệt vời. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Thì đây là những hoạt động nho nhỏ mà Khôi tin chắc là ở cấp độ trung học phổ thông ở lớp 12 này rồi thì cái nội dung và cái hàm lượng chuyên môn kiến thức học thuật của chúng ta truyền tải nó mới là quan trọng. Như các cá nhân Khôi thì Khôi không nghĩ rằng chúng ta cần bị ám ảnh bởi game và hoạt động khi chúng ta đã dạy cái lớp như là lớp 10, lớp 11 và lớp 12, đúng không quý thầy cô giáo? Thì như trên màn hình sau phần warm up chúng ta sẽ có một lead in activity to lead into the new lesson. Okay, there are some questions for the students to discuss. For example, in pairs, discuss the questions. Who is the best cook in your family? What dishes can you cook? And what ingredients are there in each dish? Chứ là bây giờ đây, Khôi xin phép được mời một số quý thầy cô giáo có thể cùng tương tác lại Khôi được không ạ? Các thầy cô có thể mạnh dạn giơ tay phát biểu và mạnh dạn unmute để mà mình cùng tương tác chia sẻ lại Khôi được không ạ? Nãy giờ Khôi thấy có một số trường đã rất là tích cực tương tác trong cái phần meeting chat. Thì Khôi xin mời ở đây ví dụ như là trường Mensa nè. Có thầy cô nào ở trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Mensa có thể mạnh dạn tương tác cùng với lại Khôi được không ạ? Ok, chúng ta sẽ trả lời ba câu hỏi đang xuất hiện trên màn hình nha quý thầy cô giáo ơi. Thank you. Tan 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 tan. Rồi. Ổn không quý thầy cô giáo? Các thầy cô có thể cùng tương tác lại Khôi được không ạ? Trường Mensa ơi, các thầy cô bật mic lên và có thể trả lời
ba câu hỏi đang xuất hiện trên màn hình giúp cho Khôi được không ạ? Thank you. Hello. Khôi vẫn chưa nghe âm thanh đến từ trường Mensa. Khôi vẫn chưa nghe âm thanh đến từ trường Mensa. Trường Mensa ơi. Trường Mensa ơi. Rồi, trường Mensa, sorry, I can't turn on my mic. Trường Mensa bật mic lên không được. Vậy thì đâu đó Khôi có thể mời trường chuyên Biên Hòa được không ạ? Trường trung học phổ thông chuyên Biên Hòa. Trường trung học phổ thông chuyên Biên Hòa. Xin mời một cô giáo nào đó đại diện trả lời ba câu hỏi đang xuất hiện trên màn hình giúp cho Khôi ạ. Number one, who is the best cook in your family? I myself is the best cook in my family, I think. So what dishes can you cook? Because I do all the cooking in my family. All right. Okay. What dishes specifically can you cook? I can cook virtually everything. I search for the recipe on the internet and I follow them. Wonderful. So, shall we talk about a specific dish? For instance, pizza or pho. Let's talk about pho, the traditional food of Vietnam. What ingredients are there in pho? Cô giáo ơi. It depends on the type of pho. If you want to cook pho bò, you need beef and you need noodles. Wonderful. But if you want to cook pho gà, you need chicken. Wonderful, I got it. Xin cảm ơn thầy cô giáo đến từ trường trung học phổ thông chuyên Biên Hòa. Ok. Có biết là chúng ta còn một số trường có thể cùng bật mic lên tương tác lại Khôi được không ạ? Khôi sẽ gọi ngẫu nhiên nha. Trường, for example, trường trường Lý Thường Kiệt. Không biết là quý thầy cô giáo đến từ trường Lý Thường Kiệt có thể bật mic lên và cùng tương tác với lại Khôi được không ạ? Chúng ta cùng trả lời ba câu hỏi đang xuất hiện trên màn hình. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Hello, trường học phổ thông Lý Thường Kiệt. Are you there? Are you there? Are you there? Yes or no? Đây, ok. Chúng ta sẽ cùng di chuyển sang những slide tiếp theo nha, quý thầy cô giáo. Trong cái phần presentation này thì mình sẽ dạy từ mới. Thì đây là những cái từ rất là quen thuộc, rất là đơn giản. Đội ngũ phát triển giáo trình đưa vào trong slide PowerPoint của chúng ta cái spelling của từ mới nè, cái phần phonetic transcription của cái từ đó. Bên tay phải của màn hình thì mình sẽ có video hình ảnh minh họa. Và tất nhiên rồi ở góc dưới thì quý thầy cô giáo sẽ thấy cái English definition. Nhưng Khôi biết chắc chắn là cái English definition mình lấy nguyên gốc từ trong từ điển ra thường thường nó sẽ dài và nó hơi khó cho các học sinh. Và quý thầy cô giáo hoàn toàn có thể dùng riêng những cái từ ngữ của mình. Mình simplify everything để mình giúp các học sinh hiểu được cái nghĩa của cái từ mới đó. Thì nếu mà Khôi dạy cái từ này, đầu tiên mình sẽ tập trung vào cái phần pronunciation trước với choral repetition cho các học sinh lặp lại. So everybody, repeat after me, please. Plan. Plan. Trong quá trình mà mình giảng dạy, một cái comment Khôi muốn chia sẻ đó là quý thầy cô giáo, đó là khi Khôi muốn các em học sinh lặp lại theo mình đồng thanh, đồng thời cả lớp, Khôi sẽ nói to cái từ đó và Khôi vỗ tay. Mình ghi một cái sound signal, một cái tín hiệu âm thanh để cho cả lớp nghe và lặp lại. Thì mình thích như vậy hơn. So everybody repeat after me. Plan. Plan. All right. Just take a look at the pictures on the right, everybody. If you don't find the food good or delicious, you might say it is plan. For example, okay, it is not spicy, it is not attractive, it is not delicious, in your opinion, for instance, okay? Và tiếp theo mình cũng sẽ có bland. Những cái từ cũng rất là quen thuộc như là raw, not cooked, đúng không? Quý thầy cô giáo cũng đi theo cái trình tự mà mình dạy cái phần pronunciation trước, thì đó là cái từ raw này, chúng ta có thể nhấn mạnh là cái or trong từ raw nó cái âm o dài
ok, cái đuôi lưỡi, cái cuốn lưỡi nó sẽ kéo lên trên, nó căng hơn so với cái âm o ngắn. So we're gonna say roar, not good. Okay, that's it. Sau đó mình có thể đặt một số câu hỏi để check cái comprehension của các em học sinh. Have you ever eaten any raw food? Có bao giờ em ăn những cái thực phẩm mà nó chưa bao giờ được nấu hay không? Nó chưa có được nấu hay không? Thì sẽ có một số bạn trả lời có, yes, okay. Đa phần sẽ trả lời là no. Thì các bạn mà yes, bạn sẽ nói cụ thể cái món đó là gì? Sashimi chẳng hạn, một cái traditional Japanese dish, which is raw. That's it. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Raw. All right. Raw. Đây, bây giờ tới cái từ lean thì nó cũng đơn giản. Mình sẽ di chuyển sang cái từ right. Hôm muốn mời một số thầy cô giáo có thể cùng tương tác lại mọi người. Quý thầy cô dạy cái từ này được không ạ? Chúng ta sẽ dạy cái từ right. Chúng ta sẽ dạy pronunciation trước. Chúng ta dạy meaning. Và nếu cần, chúng ta sẽ đặt câu hỏi comprehension check questions để cho các học sinh nghe hiểu câu hỏi và trả lời. Thì Khôi không biết là có quý thầy cô giáo nào sẵn sàng tương tác với lại cả lớp không ạ? Khôi lấy ví dụ trường trung học phổ thông trường trung phổ thông A Duy Tiên, có một thầy cô giáo nào có thể đại diện tương tác lại Khôi và tất cả mọi người trong phòng Zoom ngày hôm nay được không ạ? Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Trường trung học phổ thông A Duy Tiên hoặc là trường trung học phổ thông A Phủ Lý ạ. Hoặc là trường trung học phổ thông B Duy Tiên, trường Phủ Lý ơi. Dạ, xin mời cô giáo đến từ trường Phủ Lý. Nếu cô phải dạy cái từ này, cái từ right. Dạ, cô dạy như thế nào? Thank you. Phát âm từ right. Ok. Rồi, cô nói cái câu lệnh để cho mọi người nghe và lặp lại theo đi. Khôi sẽ tương tác với cô. Khôi sẽ đóng vai là một student trong cái phần này nha. Xin cảm ơn cô giáo. Thưa thầy, thầy là thầy giáo, em là học sinh. Thì thầy đọc trước, em đọc sau ạ. Dạ không, bây giờ cô sẽ là cô giáo đó. Mình sẽ đọc cái vai lại. Cô sẽ nói với cô giáo, cô dạy cái phần này nha. Cô sẽ tương tác như là học sinh đối với lại cô. Được không cô? Đây, cô giáo cứ mạnh dạn tương tác lên đi ạ. Các em hãy đọc theo cô từ right. Okay. Chú ý phần âm đuôi. Tuyệt vời. Vâng ạ, ta đọc right. Right. Okay. Cả lớp đọc theo cô nào. Right. Right. Các em nhìn vào trong bức tranh, đây là những quả dâu và chỉ vào màu đỏ và ta nói ripe. The strawberry is ripe. The strawberry is ripe. Okay, I got it. The strawberry is ripe. So what about the meaning of the word ripe? Cái từ ripe này nó có nghĩa là gì, cô giáo ơi? Khi mà chỉ vào quả những quả dâu này thì chỉ vào màu đỏ thì các em sẽ hiểu đây là quả dâu một đã chín rồi. Okay. Yeah. Right. Okay. If the fruit is ripe, it is completely developed. We can eat it. It is sweet. It is not sour. For instance. Vâng, em sẽ mở rộng thêm cái phần đấy nữa. Dạ vâng, xin cảm ơn. Right. Trong slideshow thì chúng ta còn bắt gặp thêm những cái tính từ như là bitter. Bitter. All right. Như là detox. Detox. Cũng không có quá phức tạp. Đó là quy trình của giáo đúng không? Rồi mình sẽ có cái từ sour. Sour. Đó, chúng ta sẽ dạy qua tất cả những từ này. Low calorie. Low calorie. For instance. Tới cái từ fatty. Containing a lot of fat. Fatty. Rồi tới cái từ rotten. Đấy. Rotten. Đấy. Chúng ta cũng có một cái word list. Cái table of the new words nằm ở đây. Như quý thầy cô giáo có thể next. Shall we just move on? Chúng ta sẽ có một cái bài tập liên quan tới reading. Okay? Exercise number 2. Student's book. Pages number 6 and 7. Thì trong cái phần reading này, các em sẽ phải tập trung vào những cái keywords mà nó được highlighted in red. Alright? Nó được thể hiện nổi lên bằng cái màu đỏ. Thì mình hoàn toàn có thể bày ra những cái hoạt động. For example là cái
task direction today nó sẽ là read the blog post and discuss which celebrity diet you think is the most appealing, the easiest to do, the least appealing. All right. Đáp án show ra rất là đơn giản. Ok. Hoàn toàn ngoài cái chuyện cho các em học sinh làm cái bài tập này individually, mình có thể yêu cầu các bạn, for instance, là hoạt động và làm việc theo team, theo đội, theo nhóm. Ok. Tập trung vào những cái từ highlighted màu đỏ. Ok. Sau đó mỗi nhóm sẽ cử đại diện của mình lên giải thích lại nghĩa của những cái từ đó cho cả lớp nghe, hoặc là quý thầy cô giáo có thể nếu mình có cái máy chiếu chiếu trực tiếp các cái paragraph này lên trên bảng của mình kéo cái màn hình lên. Bây giờ bắt đầu mình tận dụng cái bảng, mình cho bốn đội đứng trước cái bảng đó, chẳng hạn mỗi đội sẽ cầm một cái marker trên tay của mình và mình nói to một từ, đại diện đang đứng ở cái hàng đầu tiên của mỗi đội sẽ chạy lên bảng tìm đúng cái từ đó, khoanh tròn, rồi lại chạy về give cái marker cho cái người tiếp theo, rồi lại chạy về give cái marker cho cái người tiếp theo, thì cho mỗi lượt từ chúng ta chỉ có một đội nhanh nhất mà thôi, đội nhanh nhất sẽ ghi được một điểm cho đội của mình. Thì bằng cách này hoạt động của chúng ta nó diễn ra rất là nhanh và nó cũng bao quát được cũng như là inform được cái sự tham gia của toàn trong lớp học, mình sẽ không để sót một em nào. Xin thưa quý thầy cô giáo. Và còn gì nữa, không có thể tiếp tục chia sẻ, đó là quý thầy cô giáo, phần practice của cái bài học vocabulary này, như thường lệ, nó là những cái exercises. Ok, thí dụ bài tập số 3 đây, đó là complete the list of words below with the adjectives in red in the blog post. Ok, thì chúng ta sẽ show ra được cái đáp án bằng cách click vào cái biểu tượng chìa khóa. Số 1 là sour, số 2 là roar, số 3 là stable, chẳng hạn. Số 4 là bland. Next, nó là ripe, ok. Next, nó là lean, ok. Thì đây là những cái cặp tính từ nó trái nghĩa với lại nhau. Nó trái nghĩa với lại nhau. Ok, rồi. Chắc là bây giờ đây, quý thầy cô giáo lại cùng tương tác lại Khôi với một số hoạt động ngoài lệ Khôi đã chuẩn bị nha. Khôi sẽ nói to một cái từ bất kỳ đang xuất hiện trên màn hình. Okay. Cái từ đó nó có bao nhiêu chữ cái thì quý thầy cô giáo sẽ đánh máy cái con số tương tự vào trong cái meeting chat giúp cho Khôi. Ví dụ Khôi nói một cái từ như là bitter. Bitter là đắng. Bitter. Từ đó nó có bao nhiêu chữ cái? Six. Xin cảm ơn Mensa School. Mensa School rất là nhanh. Đúng không? Thì cái game này Khôi gọi nó là fingers. Fingers là ngón tay. Ngón tay. Rồi, xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Quý thầy cô giáo có thể cùng tương tác lại Khôi à. Từ đầu tiên, chính thức Khôi đến vần Khôi nói to nha. Rồi các thầy cô sẽ nhẩm trong đầu, đánh vần nhẩm trong đầu, xem kỹ coi nó có bao nhiêu chữ cái nè. Sweet, ngọt. Sweet, ngọt. Sweet, ngọt. Bye. Tuyệt vời. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo rất nhiều ạ. Từ tiếp theo, tên, Rotten. Okay, six. Tuyệt vời. Từ tiếp theo luôn nha quý thầy cô giáo ơi. Spicy. Five. Great. Để tiếp theo nè. Ripe. Four. Tuyệt vời. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Những hoạt động này, it's gonna be a piece of cake for you, rất dễ cho quý thầy cô giáo ha. Trong buổi hội thảo ngày hôm nay, Khôi sẽ trình bày một số nội dung được mở rộng. Quý thầy cô giáo cứ yên tâm. Ngoài những cái nội dung mà bám sát theo giáo trình, lộ trình cũng như là nó tương đối quen thuộc với lại cộng đồng học thuật của chúng ta rồi, thì Khôi cũng có một cái phần đã được đặc biệt chuẩn bị
để chia sẻ đó là quý thầy cô giáo, đó là thí dụ khi mình chuẩn bị các học sinh cho một cái bài nói trong những cái kỳ thi quốc tế chẳng hạn. Nhân đây thì Khôi cũng chia sẻ là nhà xuất bản Pearson cũng có một bài thi đặc chuẩn quốc tế với tên gọi là PTE. Hiện tại tất cả những trường đại học lớn nhất trên thế giới đến từ Anh, Úc, Mỹ, Canada đều đã chấp nhận cái chứng chỉ PTE này. Và PTE nói một cách ngắn gọn nhất có giá trị tương đương như là bài thi IELTS. Và PTE có những cái ưu thế, lợi thế nhất định so với bài thi IELTS. Và trong phần sau của chương trình, tôi cũng sẽ đề bộ một số nội dung. Thí dụ như là khi chúng ta muốn các học sinh nói speak at length, nói với đầy đủ ý tưởng, kéo dài bài nói của mình ra trong 1-2 phút chẳng hạn, để đáp ứng được những cái kỳ thi đặc chuẩn quốc tế, thì chúng ta sẽ có những cái hướng dẫn hoặc là những cái bước làm mẫu như thế nào. Quý thầy cô giáo khi yên tâm. Xin cảm ơn quý thầy cô. Và còn gì nữa, không có thể tiếp tục chia sẻ với quý thầy cô giáo. Trong sách giáo khoa của chúng ta thì mình có thêm cái phần exercise number 4, đó là complete the sentences with an appropriate adjective from exercise 3. Thì cái phần này nó không làm khó được quý thầy cô giáo. Cô sẽ move on rất là nhanh. Mình click vào cái biểu tượng, cái key ở đây, thì đáp án nó sẽ được show lên như trên màn. Ok. Rồi, tương tự như vậy. Tên 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 tên. Tương tự như vậy. Ok. Tên 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 tên. Tên 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 tên. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Tên 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 tên. Next. Tên 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 tên. And then production. Trong cái phần production này, các em học sinh sẽ được yêu cầu viết một cái manual chẳng hạn. Healthy menu. Các bạn sẽ viết một cái healthy menu. Món starters, cái món khai vị là gì? Main course, những cái món chính là gì? Rồi desserts, những cái món tráng miệng chúng ta đều có liệt kê đầy đủ và chi tiết ở đây, đúng không quý thầy cô giáo? Rồi mình cho các học sinh tương tác, vote, who is the menu you like best? The most appealing dish, drink, detailed description, và cố gắng use những cái vocabulary từ những cái phần bài tập trước. Thì Khôi vừa demo một cái bài ở trong sách giáo khoa của chúng ta với lesson plan mà quý thầy giáo có thể tải về từ website của công ty Cánh Vườn, với slideshow PowerPoint mà công ty giáo dục Cánh Vườn và nhà xuất bản Pearson đã trực tiếp biên soạn và chia sẻ đúng là cộng đồng học thuật. Thì quý thầy giáo hoàn toàn có thể yên tâm rằng kể cả ngay từ năm học đầu tiên chúng ta sử dụng sách tiếng Anh lớp 11 English Discovery, chúng ta cũng không mất quá nhiều thời gian để mà phải hoàn thiện bộ giáo trình, hoàn thiện bộ slideshow PowerPoint. Ngay lập tức mình có thể triển khai những cái tiết học một cách sinh động nhất, hiệu quả nhất và thú vị nhất cho học kỳ 1, cho học kỳ 2, cho cả năm của mình. Mình cũng có thể tiết kiệm rất là nhiều thời gian, mình sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho cha mẹ, cho bạn bè, cho người thân. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Và ngay bây giờ đây, một cái nội dung cũng rất là quan trọng Khôi muốn chia sẻ đó là quý thầy cô giáo, đó là ok, mình sẽ tìm thấy những gì từ website của công ty Cánh Vườn. Alright. Những nguồn tài nguyên học liệu đi song hành với bộ giáo trình này sẽ là gì? Chắc là Khôi sẽ di chuyển sang cái phần tài nguyên dạy và học. Đây, trong phần tài nguyên dạy và học, Khôi sắp sửa chia sẻ trên màn hình, đúng là quý thầy cô giáo. Quý thầy cô giáo sẽ nhớ giúp chùm cho Khôi một cái website rất là quan trọng, có tên gọi là Cánh Vườn gạch ngang edu.vn. Cánh Vườn gạch ngang edu.vn. Ok. Thì từ website của công ty Cánh Vườn, quý thầy cô giáo có thể tải về sách học sinh, sách bài tập, sách điện tử, tài nguyên số dành cho giáo viên. Alright. Chúng ta cũng có Teacher's Book, Pacing Guide. Nếu mà mình đọc bằng tiếng Anh, phiên bản tiếng Anh, thì mình sẽ có Teacher's Book, Pacing Guide, Lesson Plan, những cái giáo án mẫu. Tất nhiên là chúng ta cũng đã có cái phần tương tác trong một cái slideshow PowerPoint rồi, và tất cả những slides liên quan tới every single lesson of every unit hoàn toàn có thể tải về một cách miễn phí. Quý thầy cô giáo cũng có thể download về những photocopy of worksheets. Và một cái điểm thú vị
và đặc biệt đối lại hệ sinh thái này, đó là tất cả mọi thứ đều miễn phí, quý thầy cô giáo, tất cả mọi thứ đều được chia sẻ một cách miễn phí đến với lại cộng đồng. Ok, hệ thống kiểm tra đánh giá của sách tiếng Anh lớp 11 Endless Discovery vô cùng phong phú. Như trên màn hình, quý thầy cô giáo có thể thấy chúng ta có unit test, summary test 50 câu with answer keys. All right. Chúng ta có cái phần summary, rồi chúng ta có cái phần test cũng 50 câu và phần answer keys cho end term test. Okay. Next. Trong phần này thì chúng ta là một review tất cả những bài test mà quý thầy cô giáo có thể bắt gặp, thì tải về để mà mình sử dụng, lần lượt trải dài từ trên xuống dưới, đó là placement test. Sau placement test là use of English, rồi tới những vocabulary quizzes, rồi tới grammar quizzes, rồi tới unit test, rồi tới việc review nó cũng rất là quan trọng, cho nên mình sẽ có luôn cái review test. Và việc đánh giá vào cuối kỳ, cuối năm học nó cũng vô cùng quan trọng. Do đó chúng ta sẽ có end of year test. Tất nhiên rồi, đúng không quý thầy cô giáo? Và còn gì nữa, có thể tiếp tục chia sẻ, đó là quý thầy cô giáo, chúng ta cũng có thể tải về phần mềm dạy học Active Teach. Ok, trong phần làm việc sau giờ giải lao, Khôi sẽ demo trực tiếp những cái tính năng đến từ phần mềm dạy học Active Teach. Alright. Và đây là thông tin liên hệ của đại diện công ty Cánh Vườn tại khu vực của chúng ta, tại địa phương của chúng ta. Đại diện đó là anh Phan Anh Nam, email đó là nam@canthuong.edu.vn, số điện thoại đó là 0969 985 925. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Ok, vẫn còn khá là nhiều nội dung từ tổng quan đến chi tiết không muốn chia sẻ, đó là quý thầy cô giáo, thì chúng ta sẽ quay trở lại phần cấu trúc của sách nha quý thầy cô giáo ơi. Cái phần này rất quan trọng. Lần lượt lesson 1 nó là vocabulary, rồi tới lesson 2 đó là grammar, rồi tới listening, rồi tới reading, rồi tới grammar, rồi tới use of English, rồi tới writing, rồi tới speaking, rồi tới review. Ok, đối với bài học vocabulary thì cô đã demo trực tiếp cái content này rồi, tức là quý thầy cô giáo vẫn còn nhớ. Sau bài học vocabulary thì mình có thể tham khảo qua một cái bài grammar. Trong cái bài grammar thì tất nhiên chúng ta sẽ có phần dạy ngữ pháp trong bối cảnh, tập trung vào cái dạng thức và ý nghĩa, gắn ngữ pháp với chủ đề của bài học, rồi học ngữ pháp để thể hiện năng lực giao tiếp. Thì để thay đổi không khí của chương trình, chắc là quý thầy cô giáo sẽ cùng lời khui mình tương tác thông qua một số grammar games. Ok, rồi hoạt động này rất đơn giản. Hoạt động này nó chỉ là phản xạ thôi. Giả sử ngày hôm nay chúng ta dạy một cái phần ôn tập hai cái từ simple past và present perfect, simple past và present perfect, thì Khôi sẽ đánh máy một cái từ, ví dụ như là Khôi đánh máy cái từ do, thì quý thầy cô giáo sẽ đánh máy cái past form và cái past participle form của cái từ này giúp cho Khôi. Do thì quý thầy cô giáo sẽ đánh máy tiếp theo, đó là ten did. That's it. Rất đơn giản nha. Rồi, quý thầy cô giáo tương tác nhiệt tình giúp cho Khôi nè. Từ đầu tiên, feel, felt, tiếp luôn, felt. Rồi, mình đánh máy cả cục 2 và cục 3 luôn nha. Từ tiếp theo nha, quý thầy cô giáo ơi. Form. Fell, fallen, create, form, fell, fallen. So we're gonna just move on the next word. Right. Thì chúng ta có wrote, written. Tuyệt vời. Đấy. Từ tiếp theo, chúng ta sẽ có cái từ think. Port. Tuyệt vời. Think. Port. Tuyệt vời. Từ tiếp theo sẽ là ten 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 cat.
Cats, cats, wonderful. Đây, nếu mà mình dạy Kram ở trong lớp thì Khôi tin chắc rằng cũng có một số hoạt động mà quý thầy cô đã phải áp dụng trong sự nghiệp của mình. Điên Khôi thì Khôi sẽ áp dụng những cái hoạt động nó rất là đơn giản như thế này. Nó không tốn nhiều thời gian. Thí dụ, Khôi sẽ nói to một câu với cái từ simple past tense. Và các em học sinh có thể ngồi tại chỗ rồi. Alright. Nhưng nếu cái câu mà Khôi nói nó đúng về mặt ngữ pháp, Khôi muốn các bạn vỗ tay một lần. Nếu cái câu mà Khôi nói nó sai về mặt ngữ pháp, các bạn sẽ vỗ tay hai lần. Alright. Rồi, mình bắt đầu nha. Thí dụ ngày hôm qua tôi đi học. I went to school yesterday. Câu này đúng. Rồi, tiếp luôn. Ngày hôm qua tôi không có đi học. I didn't go to school yesterday. Câu này đúng luôn. Ngày hôm qua tôi không có đi học, nhưng mà thầy giáo lại nói là I didn't went to school yesterday. Thì lúc này các em học sinh phải vỗ tay hai lần và các bạn phải giải thích là cái câu của thầy nó sai cái chỗ nào. It is not didn't went. It should be didn't go, for instance. Rồi, tiếp luôn nha quý thầy cô giáo. Ngày hôm qua tôi thăm ba mẹ của tôi. I visited my parents yesterday. Được rồi. Ngày hôm qua tôi không có thăm ba mẹ của tôi. I didn't visit my parents yesterday. Rồi, ngày hôm qua tôi không có thăm ba mẹ của tôi. I didn't visit my parents yesterday. Thì thầy Khôi đã cố tình nói sai. Thay vì là didn't visit, mình vẫn giữ cái ED đằng sau visit. Mình nói là didn't visit. Thì cái luật này các em học sinh phải vỗ tay hai lần. Ok. Một cái hoạt động khác Khôi cũng muốn chia sẻ, đó là thầy cô giáo. Hoạt động này có tên là shout in the circle. Ok. Là một người giáo viên, chúng ta sẽ đứng giữa lớp nè. Chúng ta nói to một câu. Cũng là cái thì simple past thôi. Mình sẽ tập trung vào cái thì simple past thôi nha quý thầy cô giáo. Chúng ta sẽ nói to một câu. Các học sinh sẽ nghe và lặp lại. Nhưng không lặp lại cả câu. Các em chỉ lặp lại động từ trong cái câu đó mà thôi. Nếu có động từ chính thì lặp lại động từ chính. Nếu có trợ động từ thì lặp lại cả trợ động từ lẫn động từ chính. Được không quý thầy cô giáo? Có lấy ví dụ. I went to school yesterday. Cả lớp sẽ lặp lại went. I didn't go to school yesterday. Cả lớp sẽ lặp lại didn't go. Okay. Ngày hôm qua bạn có đi học không? Did you went to school yesterday? Thì một số bạn sẽ lặp lại là did went. Một số bạn không lặp lại. Thì vì các bạn nhận ra là did và went ở đây nó không đúng. Nó sai. Nó không có khớp với nhau. Thì chính những cái bạn mà im lặng, chính những cái bạn mà không lặp lại là những cái bạn hiểu bài. Mình sẽ yêu cầu các bạn đứng lên. Các bạn có thể giải thích cho mọi người nghe là tại sao các bạn không lặp lại không? Cái câu mà thầy nói nó có gì sai nè? Did, went, nó có gì sai nè? À, thì đó là vậy. Khi mình bắt đầu câu hỏi về did thì mình sẽ phải boom yesterday. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Và còn gì nữa, không có thể tiếp tục chia sẻ, đó là quý thầy cô giáo. Các bài học grammar sẽ đều có một cái phần ngữ cảnh giới thiệu. Nó có thể là một cái bài reading, nó có thể là một cái bài listening chẳng hạn. Sau đó là những cái bài đọc. Và như quý thực giáo có thể thấy mà, như quý thực giáo có thể thấy trên màn hình, thì cái lesson 1.5 grammar ở đây nó cũng có cái bài tập số 3 với cái biểu tượng loud speaker, tức là cái phần audio, cái phần listening, nó đã được lồng ghép, nó đã được đưa vào trong sách của chúng ta. Ok, dù đây chỉ là một cái bài học ngữ pháp, dù đây chỉ là một cái bài học grammar. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Và còn gì nữa, Khôi có thể tiếp tục chia sẻ, tức là quý thầy cô giáo, cho dù mình dạy từ vựng, cho dù mình dạy grammar, thì sẽ luôn có một cái phần communicative task. Cụ thể, nó là một cái speaking task, một cái writing task để giúp quý thầy cô giáo vận dụng và giúp các học sinh vận dụng những cái nội dung vừa được truyền tải, vừa được giảng dạy trong một cái bối cảnh thực, trong một cái bối cảnh cụ thể. Thì chắc là Khôi cũng muốn bày ra một vài hoạt động để quý thầy giáo cùng tương tác lại Khôi. Lấy ví dụ nha, mình sẽ tập trung vào cái thì simple past, thì quá khứ đơn nè. Thì nó có một cái situation. Cái situation, một cái tình huống như thế này, đó là ngày hôm qua
Tôi đi học, tôi đi đến trường. All right, I went to school yesterday. Ten, 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 ten. Và may mắn thay, and fortunately. Và may mắn thay, unfortunately. Okay. Ngày hôm qua tôi đi đến trường, tôi đi học chẳng hạn, hoặc là tôi đi làm việc ở trường học chẳng hạn. I went to school yesterday. Unfortunately. Và may mắn thay, điều gì đã xảy ra? Rồi các thầy cô bám vào cái từ fortunately, các thầy cô đặt thêm những cái để những cái câu liên quan giúp cho Khôi được không ạ? Rồi, thí dụ ngày hôm qua một em học sinh nào đó có thể nói I went to school yesterday. Unfortunately, và may mắn thay, my English lesson was very interesting. Và may mắn thay, cái giờ học tiếng Anh của tôi nó rất là hay, nó rất là thú vị. For instance, okay. Một số em lại nói hài hước theo kiểu là I went to school yesterday, and fortunately, my English teacher was sick. Và may mắn thay, okay. Và may mắn thay, giáo viên tiếng Anh của tôi lại bị bệnh chẳng hạn, và tôi được chơi cái tiết đó, tôi không có phải học. For example, thì thầy cô nào có thể đặt câu và tương tác bằng việc đánh máy vào trong cái meeting chat giúp tôi Khôi được không ạ? Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. I went to school yesterday and fortunately. Đấy, các thầy cô có ý tưởng gì có thể đánh máy vào trong cái meeting chat giúp cho Khôi. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo ạ. Ok, đây một cái tình huống khác. Khôi lấy ví dụ, tôi đi biển vào tuần trước. I went to the seaside last week. Tôi đi biển vào tuần trước. Nhưng, không may. Ok, but, unfortunately. Nhưng, không may mà. Điều gì đã xảy ra? Các thầy cô sẽ add cái idea của mình vào trong cái phần 3 chấm giúp cho Khôi nha. I went to the seaside last week, but unfortunately. Thí dụ là như vậy. Rồi, các thầy cô add cái idea của mình vào giúp cho Khôi. I went to the seaside last week, but unfortunately, it was raining cats and dogs. Tuyệt vời, trời mưa như trút nước, mưa không ngớt, cho nên chẳng làm ăn gì được, chẳng đi chơi, đi dạo gì được ở bãi biển cả. Ok, đúng không? Rồi, còn ý tưởng nào nữa không ạ? I hurt my leg and couldn't swim. Tuyệt vời! I hurt my leg and couldn't swim. Còn gì nữa ạ? Tên 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 tên. Tên 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 tên. Còn gì nữa không ạ? Tên 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 tên. Đó, thì với cái cụm từ unfortunately và cái cụm từ but unfortunately và may mắn thấy hoặc là nhưng thật là không may thì chúng ta sẽ giúp các học sinh add cái additional idea vào. For example, okay, thank you. Thì đó là một cái hoạt động để ý Khôi cũng muốn chia sẻ và để thay đổi không khí của chương trình. Khôi cũng đã có cái phần tương tác đối với quý thầy cô giáo trong phòng Zoom ngày hôm nay của chúng ta. Cảm ơn 39 quý thầy cô giáo đến từ 39 điểm cầu khác nhau cũng đã tham gia và tương tác rất là tích cực với Khôi tính tới thời điểm này của buổi hội thảo. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Chúng ta cùng di chuyển sang tiết số 3. Đó là kỹ năng nghe. Với kỹ năng nghe thì mình sẽ giúp các em sinh phát triển được năng lực giải quyết vấn đề và tư duy phản biện. Alright. Chúng ta giúp phát triển năng lực hợp tác và giao tiếp. Trọng tâm của phần listening nó sẽ là phát âm. Trọng tâm của phần listening này nó sẽ là phát âm. Thì Khôi tin chắc rằng với sự trợ giúp của phần mềm, với sự trợ giúp của các công cụ giảng dạy hiện đại thì cái độ trong, độ rõ và cái sự cập nhật về mặt nội dung của những cái audio tracks hiện tại nó gần như đạt tới mức hoàn hảo. Nó rất khác xa cái câu chuyện Khôi vẫn nhớ là thời mình còn nhỏ, lúc mình 7 tuổi mình đi học tiếng Anh cái thời của những năm 1990 thì cái môn listening, cái kỹ năng nghe lúc nào nó cũng là cơn ác mộng đối với là người học. Thật đơn giản là cái chất lượng âm thanh nó đến từ băng cassette nó không có rõ như là bây giờ. Đó, và các nội dung mình nghe hồi xưa nó cũng chỉ giới hạn trong một vài cái đầu sách. Vì vậy, có thể nói bây giờ
Nếu như trước đây đó là những cái thế hệ trước nghe là một challenge, một cái thách thức, thì đó là các học sinh bây giờ, thế hệ trẻ bây giờ nghe là một cái gì đó nó lifelike, nó như là cái đời sống hàng ngày của các bạn. Các bạn cảm thấy âm thanh đó nó to, rõ và nó xác thực là những cái gì mà các bạn hoàn toàn có thể nghe, nắm bắt được lập trường trong cặp tay của mình. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Và còn gì nữa, cô có thể tiếp tục chia sẻ. Đó là quý thầy cô giáo. Chúng ta cùng di chuyển sang tiết số 4, đó là tiết reading, kỹ năng đọc. Ok, trong bài reading thì cái flow nó cũng đi từ pre-reading cho tới while reading cho tới post-reading, giúp các em học sinh ngoài việc phát triển tư duy đọc hiểu còn giúp hoàn thiện những cái kỹ năng khác liên quan như là kỹ năng speaking, chia sẻ cái quan điểm của mình, hoặc là kỹ năng writing. Những cái bài tập giúp các em học sinh phát huy được những tính sáng tạo và chủ động về mặt nội dung. For example. Rồi, xin cảm ơn quý thầy cô giáo ạ. Sau tiết reading chúng ta sẽ có tiết thực hành ngôn ngữ user English, và kỹ năng viết là kỹ năng rất là quan trọng trong xã hội hiện đại. Kỹ năng viết cũng là một cái kỹ năng có thể nói là khó nhất trong những cái bài thi chuẩn quốc tế như là bài thi PTE của nhà xuất bản Pearson. PTE có giá trị tương đương như là IELTS, và kể cả trong bài thi IELTS thì cái kỹ năng writing nó cũng có thể được xem là cái kỹ năng khó nhất. However, tuy nhiên nếu quý thầy cô giáo sử dụng sách tiếng Anh 11 English Discovery thì kỹ năng writing của chúng ta nó hoàn toàn nằm trong tầm tay. Cái cấu trúc của một cái bài dạy writing ở đây nó cũng có phần objective, có phần mục tiêu của bài dạy. Sau đó các bạn học sinh sẽ được tham khảo một cái sample. Và mình, for example, cũng sẽ có những bài tập giúp các bạn học sinh so sánh đối chiếu các formality. Từ cụm từ đó, formal hay là nó informal chẳng hạn. Và các bạn sẽ viết lại câu sentence by sentence trước khi bắt đầu một cái bài viết hoàn chỉnh và cụ thể dưới định dạng là một cái paragraph hoặc là một cái essay. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo rất nhiều. Và còn gì nữa, không có thể tiếp tục chia sẻ, đúng là quý thầy cô giáo, chúng ta cùng di chuyển sang tiết số 8, đó là tiết speaking, kỹ năng nói. Thì từ trên xuống dưới, trong cái đoạn trích này, quý thầy cô giáo sẽ bắt gặp những cái bài tập như là bài tập số 1, read and listen to a conversation between a brother and sister and answer the questions. Okay? Có một cái sample conversation cho các bạn đọc và nghe. Số 2, use the speaking focus to complete the phrases in the conversation. Then listen again and check. All right. Chúng ta có cái phần speaking focus, cái bảng. Trong đó nó có những cái từ cụm từ được đưa ra như một cái phần gợi ý để các em học sinh có thể sử dụng trong cái bài nói của mình. For example, asking for someone's opinion. What do you think about? Or giving an opinion. I think, I just don't think, if you ask me, the thing is, to be honest. I agree, that's true, absolutely right. I'm not so sure about that. I'm not convinced. Rồi tới, that's not true. Rồi, I'm sorry, I don't agree with you. Rồi, no way. Are you kidding? Rồi, I'm afraid I completely disagree. Rồi, if you have no strong opinions, you can say, personally, I don't feel strongly one way or, you know, the other, for instance. Tương tự như vậy. Ok, rồi. Sau kỹ năng nói thì chắc là quý thầy cô giáo cũng sẽ không quên tập trung vào cái tiết review. Thì các cái bài tập review nó cũng rất là đa dạng, phong phú, ôn lại hầu hết những cái nội dung về từ vựng, ngữ pháp cũng như là reading, speaking, writing ở những previous lessons, cái bài học trước. Vậy thì sau phần giới thiệu tổng quan, sau phần cấu trúc của một cái unit như là cái phần số 4 cô đã đi qua rồi, đó là cái phần tài nguyên giảng dạy. Đâu là những cái đặc điểm nổi bật của bộ giáo trình này? Sách hướng tới đường hướng dạy hiện đại, phát triển năng lực giao tiếp. Chúng ta có đường hướng giao tiếp là lấy người học làm trung tâm để dạy ngôn ngữ trong ngữ cảnh. Các hoạt động học tập đa dạng cung cấp tối đa sự trợ giúp và phù hợp nhiều điều kiện dạy học khác nhau. Pam 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 pam, ten 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 ten. All right. Chúng ta sẽ có phần dạy học tích hợp phát triển toàn diện những kỹ năng của thực hiện được. All right, clue lesson. Okay, kỹ năng hợp tác, sáng tạo, tư duy phản biện. All right. Có thể là sau phần giải lao chúng ta sẽ tìm hiểu khóa
Sau phần giới lao, chúng ta có thể sẽ tìm hiểu qua một số bài học clue cụ thể xuất hiện trong giáo trình. Thì cô giáo cứ yên tâm. Và trên một số đoạn trích, một số cái extract từ những cái bài tập, bài thi của chúng tôi. Okay. Đã, phần tài nguyên về bài học cô đã đi qua rồi. Nhưng mà vì nó quan trọng, cô sẽ nhắc lại một cái nữa. Từ website của công ty giáo dục Cánh Vườn, quý thầy cô giáo có thể tải về sách học sinh, sách bài tập, sách điện tử, tất cả những nguồn tài nguyên số. All right. Chúng ta có một lần nữa, Teacher's Book, Tasting God, Lesson Plan, PowerPoint Slides, photocopyable worksheets, digital resources, everything is free for teachers. Tất cả mọi thứ đều được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Đó là cộng đồng giáo viên, cộng đồng học thuật của chúng ta. Ok. Đây, chắc là chúng ta sẽ nghỉ giới lao vào 15 giờ 15. Đúng 3 giờ 15 chúng ta sẽ nghỉ giới lao. Từ đây tới cột mốc đó, tôi muốn share một số hoạt động mà Khuy áp dụng trong quá trình giảng dạy của mình. Thực tế, trong quá trình giảng dạy thì Khuy đã đúc kết được là có những games, activities chỉ dành riêng cho tuổi cấp 1, cấp 2. Còn đối với lại tiếng Anh trung học phổ thông và tiếng Anh người lớn thì chúng ta sẽ cần có những cái hoạt động riêng. However, cũng có những cái cách biến tấu mà khi mình sử dụng một số games cụ thể nào đó, mình có thể linh hoạt sử dụng biến đổi để làm sao cho dù mình đang dạy cấp 1, cho dù mình đang dạy cấp 2, cấp 3 hoặc là mình dạy luyện thi IELTS, TOEIC, mình đều có thể áp dụng cái game này, đặc biệt là những cái game từ vựng nha quý thầy cô giáo ơi. Vậy thì chắc là quý thầy cô giáo một lần nữa sẽ cùng tương tác lại Khôi thông qua một số game. Đối với Khôi nó là daily activities, daily routines như trên màn hình quý thầy cô giáo có thể thấy. Rồi. Lưu ý đầu tiên, khi chúng ta cho chơi games, khi chúng ta cho các em học sinh chơi games, thì chúng ta cần specify the name of the activity. Chúng ta phải làm rõ được cái tên của hoạt động đó. We need to specify the name of the activity. Đúng không, quý thầy cô giáo? Next, sau đó mình sẽ give instruction. Okay. Tiếp theo nó sẽ là cái phần comprehension check. Mình đặt những câu hỏi, đặt những cái câu hỏi để check xem, để kiểm tra xem là các học sinh có thật sự hiểu bài hay chưa. Mình cũng có thể mời một hai bạn lên cùng demonstrate cái lượt đầu tiên của cái game này để mọi người có thể ngồi ở dưới hiểu được là ok, đây là cái procedure của hoạt động này. Và cuối cùng mình sẽ start nè. Mình start, nó là mình initiate, mình bắt đầu, mình khởi xướng, mình đề xướng. Alright, thì cô nhắc lại những cái keywords ở đây, lần lượt nó sẽ là name of the activity, rồi tới instruction, rồi tới comprehension check, rồi tới demonstration, rồi tới initiation. Xin cảm ơn quý thầy cô nhá. Alright, okay. So, hoạt động mà Khôi ưa thích, đó là những hoạt động liên quan tới board, tới bảng, board game. Với cái chủ đề đó, mình sẽ yêu cầu các học sinh viết những cái từ liên quan lên trên bảng. Ok, mình chia các bảng thành các teams, hai ba teams chẳng hạn. Mỗi team sẽ có một cái game marker, các bạn sẽ có 2-3 phút để viết những cái từ liên quan lên cho các bạn. Sau đó mình có thể có những cái biến tấu như là run and write, chạy và viết. Ok, mình sẽ có một cái hoạt động với những cái từ đã được viết trên bảng rồi, các học sinh sẽ khoanh đúng cái từ đó, cái từ mà chúng ta phát âm to lên để cho các em nghe, tìm đúng từ và khoanh tròn. Và mình cũng có cái biến tấu đó là run and circle the word, đúng không quý thầy cô giáo? Chúng ta có một loạt những cái vocabulary games. Ok, game spelling, mình sẽ đánh vào một từ, mọi người nghe, nói to cái từ đó hoặc là đánh mấy cái từ đó. Mình sẽ lip reading là hoạt động thứ hai. Mình sẽ chỉ whisper một cái từ mới nào đó mà thôi. Mình sẽ thì thầm cái từ đó mà thôi. Các học sinh không nghe gì hết. Các em chỉ nhìn tập trung chăm chú vào cái cử động môi của mình. Và các em nói to cái từ đó. Hoạt động này nó sẽ hiệu quả trong một cái lớp học offline. Còn trong lớp học online cũng được. Nhưng mà nó sẽ hơi khó. Ok. Tiếp tục. Hoạt động tiếp theo nó là quick eyes. Quick thì cô giáo có thể show ra một cái flashcard rất là nhanh. Các học sinh sẽ nhìn tập trung chăm chú vào cái flashcard này và các em nói to cái từ
mà nó match là cái flashcard. Thay vì cái flashcard, các thầy cô có thể viết một cái từ mới lên trên này. Viết một cái từ mới lên trên này và show ra. Thì mình show ra lên rất là nhanh để các học sinh tập trung, nhìn, chăm chú và nói to cái từ đó. Và còn gì nữa, cô có thể tiếp tục chia sẻ, đó là quy trình của giáo. Chúng ta có cái game fingers. Mình nói to một từ, từ đó nó có bao nhiêu chữ cái thì các em sinh sẽ giơ lên bấy nhiêu ngón tay. Ok. Rồi, mình sẽ cho các em sinh tương tác tiếp với một cái game khác. Đó là cái game clap your hands, cái game vỗ tay. Mình sẽ nói to một từ, từ đó nó có bao nhiêu syllables, bao nhiêu âm tiết thì các em sinh sẽ vỗ tay với số lượng tương ứng. Alright. Còn một vài hoạt động khác cô sẽ chia sẻ sau. Đếm lại của thầy cô giáo thì từ nay tới giờ các thầy cô đã tập trung chăm chú lắng nghe. Cô tin chắc là các thầy cô cũng mệt rồi. Khôi cũng mệt. Nhưng mà thường thường trong những cái buổi hội thảo của mình sẽ luôn có một cái phần và chắc là thầy cô sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Đó là cái phần hát. Thì đây là lần đầu tiên mình làm việc với lại Hà Nam, tỉnh Hà Nam. Thì mình đã chuẩn bị khoảng mười mấy bài hát để hát phục vụ thầy cô giáo. Thì ngay bây giờ đây mình sẽ hát một cái bài hát. Nếu quý thầy cô nào biết, xin mời có thể cùng tương tác hát theo với lại Khôi ạ. Bài hát này có tên là Take Me To Your Heart. Sau khi Khôi hát xong, mình sẽ nghĩ gì làm quý thầy cô giáo ạ. Xin cảm ơn quý thầy cô. Hiding from the rain and snow, trying to forget, but I won't let go. Looking at a crowded street, listening to my heart beat. So many people all around the world, tell me, where do I find my lucky girl? Take me to your soul, give me your hand before I go. Show me what love is, heaven gotta do. Show me that wonders can be true. They say nothing lasts forever. We're all this is all right, xin chào mừng quý thầy cô giáo rất nhiều ạ. Và bây giờ đây chúng ta sẽ rất là quý thầy cô giáo, xin chào mừng quý thầy cô giáo rất nhiều ạ. Chúng ta sẽ nghỉ lao trong 15 phút ạ. Xin chào mừng quý thầy cô giáo. Báo cáo các thầy cô trong quá trình giải lao, em xin phép show lại cái QR code của cái việc đăng ký sách sách tặng. Thầy cô lưu ý giúp em đơn vị nhà trường nào năm nay đăng ký sử dụng bộ sách tiếng Anh lớp 11 English Discovery thì thầy cô vui lòng đăng ký giúp em.
Em vẫn gửi kèm cả cái đường link form đăng ký trong chat box thầy cô kiểm tra giúp em ạ. Em xin nhấn mạnh lại là những đơn vị nhà trường nào năm nay đăng ký lựa sử dụng bộ sách tiếng Anh lớp 11 English Discovery cho năm học 2023-2024. Thầy cô công tác tại đơn vị trường đó vui lòng đăng ký giúp em ạ. Cảm ơn quý thầy cô ạ.
Dạ vâng, chào mừng quý thầy cô giáo. Chúng ta quay trở lại với phần 2 của chương trình. Đâu đó sau khoảng 15-20 phút thì giờ nào thì Khôi tin chắc rằng chúng ta đã sẵn sàng cho phần làm việc thứ hai. Dạ vâng. Trước tiên, Khôi xin phép được chia sẻ toàn bộ màn hình của mình. Trong đó có một cái nội dung rất rất quan trọng, đó chính là website của công ty giáo dục cánh vườn. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. I'm going to share the home screen with you, everybody. Dan, đây chính là website của công ty cánh vườn, kính thưa quý thầy cô giáo. Và như trên màn hình, quý thầy cô giáo có thể thấy chúng ta có tên của những cái dòng sách được độc quyền phân phối đến từ nhà xuất bản Pearson, công ty giáo dục cánh vườn, là nhà phân phối độc quyền trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Ở vị trí trung tâm, chúng ta sẽ thấy các cái tab đó là trang chủ nè, sản phẩm, tin tức sự kiện, rồi tới tuyển dụng, liên hệ. Để tìm hiểu về sản phẩm, chúng ta sẽ click vào sản phẩm. Nếu mình đang dạy sách tiếng Anh tiểu học, sách tiếng Anh trung học cơ sở và sách tiếng Anh trung học, ok, đây là sách tiếng Anh trung học phổ thông, thì mình sẽ click vào những cái cấp lớp liên quan. Có lấy ví dụ mình đang dạy lớp 11 hoặc là mình dạy lớp 10 thì mình sẽ tìm hiểu về những cái nguồn tài nguyên học liệu đang có sẵn. Khôi sẽ lấy lớp 10 là một cái ví dụ để phân tích ở đây với đầy đủ những cái resources đã được phát triển và biên soạn bởi công ty giáo dục cánh vườn và nhà xuất bản Pearson với một cú click chuột mà thôi. Quý thầy cô giáo sẽ được di chuyển tới những cái nội dung chi tiết ở bên trong. Một lần nữa mình sẽ click vào sách tiếng Anh 10. Trong đó đầu tiên mình sẽ được tiếp cận một cái phần giới thiệu sách dành cho học sinh lớp 10, vân vân và vân vân. Ở bên dưới từ trái sang phải mình sẽ thấy bốn cái tab, đó là thông tin sản phẩm, rồi tài nguyên giảng dạy và hỗ trợ kỹ thuật, rồi tới tài liệu tập huấn. Nếu tài nguyên giảng dạy thì mình kéo xuống dưới, mình scroll down một tí xíu, mình sẽ được tiếp cận tất cả những nguồn tài nguyên như là sách bài học, sách bài tập, sách giáo viên, file nghe audio, SB, SB ở đây nó là student book, file nghe audio, WB, WB ở đây nó là workbook. Mình cũng có ngân hàng đề thi và hỗ trợ tăng cường. Và cho riêng năm học 2023-2024 này, công ty giáo dục cánh vườn cũng đã phối hợp với nhà soạn Pearson, cùng cho ra một cái bộ bài tập hỗ trợ. Nhà xuất bản Pearson cùng với công ty giáo dục cánh vườn đã cùng cho ra một cái nhóm bài tập hỗ trợ, và chúng tôi cũng sẽ đóng thành sách để chia sẻ đến lại cộng đồng giáo viên và cộng đồng học thuật của chúng ta. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo rất nhiều. Ok, chúng ta sẽ dành vài giây để nhìn lên trên màn hình. Đây là tất cả những cái nội dung mà quý thầy cô giáo có thể tải về trên máy tính của mình. Ok, tới đây thì có một cái câu chuyện cười Khôi cũng muốn chia sẻ, tức là quý thầy cô giáo. Chuyện cười nhưng là chuyện có thiệt luôn nha. Tức là có một cô giáo nhắn tin cho Khôi. Cô giáo nhắn tin cho Khôi là: Mr. Khôi ơi, thầy Khôi ơi, mình muốn tải về cái file nghe audio của sách bài tập, của sách workbook, và mình lên trên website của công ty cánh vườn mình tìm không có ra. Xong cái Khôi mới nói là chắc chắn nó nằm ở trên website của công ty cánh vườn, cô giáo ơi, cô tìm kỹ lại đi. Thì cuối cùng là như vậy. Khi cô tìm đó, thì cô nghĩ trong đầu là nó phải có cái từ workbook. Nhưng mà workbook ở đây nó chính là WB. Như trên màn hình, ở vị trí trung tâm của màn hình, quý thầy cô giáo sẽ thấy là nó có cái title, cái dòng chữ nó là file nghe audio, WB. WB ở đây là workbook. Ở bên dưới mình có cái biểu tượng, cái chiếc loa này. Mình click vào đây. Ví dụ là như vậy. Thì mình sẽ được di chuyển tới những cái nội dung chi tiết ở bên trong, bao gồm tất cả những cái audio track, những cái file listening mà quý thầy cô giáo có thể tải về. Còn cái động tác tải về thì nó rất là dễ và quen thuộc, đó là quý thầy cô giáo rồi đúng không? Mình có thể nhìn sang bên tay phải, sát rìa bên tay phải màn hình luôn. Mình click vào cái biểu tượng ba chấm nè, more action, rồi sau khi một cái cửa sổ chữ nhật theo chiều dọc nó hiện lên, mình sẽ kéo xuống dưới một phần ba cái đoạn ở dưới, mình click vào cái biểu tượng download. Hoặc là đơn giản hơn, mình chỉ cần click chuột phải vào cái file mà mình tải về đó. Mình sẽ click chuột phải vào cái file mà mình tải về, mình muốn tải về,
Tụi mình cũng tương tự sẽ click vào cái biểu tượng download. Alright. Thêm một cái điều nữa Khôi cũng muốn chia sẻ, đó là quý thầy cô giáo, đó là một số thầy cô hỏi Khôi rằng: thầy Khôi ơi, Mr. Khôi ơi, cái file mà mình tải về đó, nó sẽ nằm ở đâu trên máy tính của mình? Thì Khôi hay nói đùa như thế này: trời đất ơi, Khôi đâu có xài máy tính của quý thầy cô giáo đâu, làm sao mà Khôi biết cái file thầy cô tải về nó nằm ở cái vị trí nào? Thì thực chất khi mình tải một cái file về, nó sẽ tạm thời bố trí nằm ở góc dưới bên tay trái của màn hình. Thí dụ ở đây là cái file MP3 1.15. Alright. Mình sẽ di chuyển con trỏ chuột tới cái file này. Mình muốn mở cái file này lên, hoặc là mình play cái sound của cái file âm thanh này, thì mình sẽ double click vào cái file này, vào cái tập tin này. Có một cách khác giúp mình di chuyển tới cái thư mục, tới cái phong đường mà nó chứa cái file này, đó là mình sẽ click chuột phải và mình chọn cái dòng lệnh show in folder. Show in folder thì ngay lập tức chúng ta sẽ được navigated, chúng ta sẽ được di chuyển tới cái folder download nằm trên máy tính của chúng ta. Tất cả những cái file mình tải về nó được lưu, alright, trong cái folder downloads. Nó được lưu trong cái folder downloads để quý thầy cô giáo. Thì đây là những cái thao tác rất quen thuộc và cô chỉ muốn chia sẻ rất là nhanh để quý thầy cô giáo có thể nắm bắt được những cái key techniques và những cái major procedures khi mà mình tải tài liệu về. Ngoài những cái slideshow PowerPoint mà đội ngũ phát triển giáo trình đã dày công biên soạn, chắc chắn là quý thầy cô giáo cũng cần nắm bắt được một cái phần mềm mà chúng tôi đã phát triển với tên gọi là Active Teach. Nói nôm na, Active Teach là một cái phiên bản PDF của quyển sách của chúng ta. Trong sách có cái gì thì Active Teach khi quý thầy cô mở lên nó sẽ có tất cả những cái nội dung tương tự giống như vậy, nhưng file PDF này nó là một cái file đã được tích hợp âm thanh, tích hợp các cái hiệu ứng, tích hợp audio, video, tích hợp trò chơi, tích hợp những cái công cụ như là đồng hồ bấm giờ hoặc là scoreboard để mà mình ghi lại điểm số của các học sinh. Thì ngay bây giờ đây Khôi xin phép được chia sẻ một lần nữa toàn bộ màn hình của mình để quý thầy cô giáo có thể nắm bắt được những cái đặc điểm cơ bản nhất của phần mềm Active Teach. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Sau khi chúng ta giải nén phần mềm Active Teach mình đã tải về và mình giải nén phần mềm, thì ở trong màn hình đó quý thầy cô giáo sẽ thấy là mình vào trong cái folder này, mình chỉ quan tâm tới cái file cuối cùng thôi. Cái file cuối cùng ở đây nó có tên là Start PC. Start PC là khởi động máy tính. Alright, chúng ta di chuyển con trỏ chuột tới cái file Start PC và mình double click vào cái file này. Mình double click vào cái file này. Alright. Thì sau khi mình đã double click vào cái file này, thì mình mở cái file này lên. Alright. Chúng ta sẽ được cung cấp bốn cái options, bốn cái lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên, đó là save my work, create a new file. Tức là sau khi quý thầy cô giáo thực hiện những cái ghi chú vẽ vời trực tiếp lên trên màn hình, mình muốn quay trở về cái hiện trạng ban đầu, nó sẽ không còn khả thi đây nữa, tại vì sau khi mình thoát ra ngoài, phần mềm sẽ tự động lưu lại. Do đó, cái option số 1 và số 2, save my work, create a new file hoặc là add to an existing file, nó chỉ áp dụng khi mà chúng ta muốn lưu lại những thay đổi. Còn riêng Khôi, khi Khôi sử dụng phần mềm, Khôi luôn lựa chọn cái option số 3, tức là don't save my work. Tức là sau khi mình thoát ra ngoài rồi, thì tất cả những ghi chú vẽ vời mình đã thực hiện ở trên màn hình, nó sẽ quay trở về cái hiện trạng ban đầu. Ok? Cái option số 4, đó là show help PDF. Chỉ với một cú click chuột, thì mình sẽ được tiếp cận một cái file hướng dẫn với đầy đủ các cái guidelines về cách sử dụng phần mềm, vân vân và vân vân, rất bài bản, chi tiết và đầy đủ. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Khôi sẽ chọn don't save my work. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Alright, mình click vào start và đây chính là giao diện chính của phần mềm như trên màn hình quý thầy cô giáo có thể thấy. Nửa bên dưới của phần mềm đó là tên của các cái units, như là unit 1, eat, drink and be healthy. Unit 2, get well. Unit 3, global warming. Unit 4, planet Earth. Unit 5, heritage science. Unit 6, on the go. 7,
independence living. 8, cities of the future. 9, good citizens. Và mình sẽ có cái phần grammar term, irregular verbs and so on. Nửa bên trên là các cái trang sách. Thí dụ, khi click vào unit 2, thì các trang sách của unit 2 nó sẽ bay vào vị trí trung tâm của màn hình. Ok? Thôi click vào unit 9, thì các trang sách của unit 9 nó sẽ bay vào vị trí trung tâm của màn hình. Ở đây thì cô sẽ click lại vào unit 1. Ok, rồi. Để sử dụng phần mềm thì đơn giản là mình sẽ click vào hai cái trang 6 và 7. Còn một cách khác giúp mình di chuyển tới những cái nội dung chi tiết ở bên trong và nó sẽ đặc thù hơn, nó sẽ detail hơn. Đó là mình sẽ nhìn vào góc dưới bên tay phải của màn hình. Quý thầy cô giáo, chúng ta nhìn vào góc dưới bên tay phải của màn hình và mình sẽ click vào cái biểu tượng thứ ba từ ngoài vào. Cái biểu tượng thứ ba từ ngoài. Ok, biểu tượng này sẽ giúp mình navigate to any page. Mình có thể di chuyển tới bất cứ một cái trang sách nào. Sau một cú click chuột thì chúng ta sẽ thấy một cái cửa sổ hình chữ nhật, nó sẽ sổ dọc lên ở đây. Ok, mình sẽ click vào, for example, unit 1, student's book, pages number 6 and 7. Rồi, sách học sinh, trang số 6 và trang số 7, thì ngay lập tức chúng ta cũng sẽ được di chuyển tới hai trang sách này. Ok, ngay lập tức quý thầy cô giáo sẽ thắc mắc là hai cái trang này sao nhìn nó nhỏ quá, quý thầy cô giáo sẽ thắc mắc cái điều đó, đúng không? Nếu mà nhìn trên màn hình laptop thì nó nhỏ quá. Nếu mà phóng to lên trên màn chiếu thì may ra là nó còn visible, nó còn có thể nhìn thấy được rõ ràng. Vậy thì để phóng to hai cái trang sách này, quý thầy cô giáo nhìn giúp Khôi vào góc cao bên tay trái của màn hình. Ở góc cao bên tay trái của màn hình chúng ta có các công cụ như sau. Công cụ đầu tiên là một cái con trỏ chuột. Con trỏ chuột này, sau khi mình click vào, mình kéo vào trong màn hình thì nó sẽ là cái biểu tượng con trỏ hoặc là cái biểu tượng bàn tay một ngón. Với bàn tay một ngón và con trỏ chuột này, mình di chuyển nó tới cái dải màu tím, là cái dải directions cho từng cái bài tập đó. Và nó được highlighted màu tím. Thí dụ bài tập số 1, bài tập số 2, bài tập số 3. Nội dung chi tiết ở bên trong của nó là gì? Mình click vào những cái dải màu tím này thì mình sẽ được đưa vào trong những cái nội dung chi tiết ở bên trong. Để quay trở lại hai trang sách gốc ban đầu, quý thầy cô giáo nhìn vào góc dưới bên tay phải của màn hình. Ở góc dưới bên tay phải của màn hình, mình có cái biểu tượng thứ tư từ ngoài vào. Và biểu tượng thứ tư từ ngoài vào sẽ giúp mình go up a level. Alright, tương tự như vậy. Mình sẽ vào bất cứ một cái bài tập nào và mình cũng có thể go up a level. Alright. Đây là một cái bài reading chẳng hạn. Vocabulary, nhưng mà nó có liên quan tới reading thì mình cũng có thể click vào text number 1 thì cái bài đọc nó sẽ được show ra đấy. Mình cũng có thể click vào text number 2 thì cái bài đọc nó cũng có thể được show ra ở đây như quý thầy cô giáo có thể thấy ở trên màn hình. Để quay trở lại hai trang sách gốc ban đầu, mình lại một lần nữa click vào cái biểu tượng nằm ở góc dưới bên tay phải của màn hình, go up a level. Thank you. Ok, done. Tiếp theo luôn, nếu quý thầy cô giáo muốn phóng to hai cái trang sách gốc này, mình sẽ nhìn vào cái floating toolbar ở hàng đầu tiên. Chúng ta có cái biểu tượng số 2, đó là cái biểu tượng zoom tool. Với cái zoom tool này, sau một cú click chuột, mình kéo vào trong màn hình, mình click thêm một lần nữa thì trang sách của chúng ta nó sẽ phóng to lên như trên màn hình, quý thầy cô giáo có thể thấy. Ok, rồi, mình đã phóng to cái trang sách này lên. Và mình di chuyển cái trang sách này thì mình phải click vào cái biểu tượng số 3, đó là cái hand tool. Với cái biểu tượng bàn tay năm ngón thì mình vẫn có thể nhấn giữ chuột trái và kéo cái trang sách này lên trên xuống dưới, sang trái sang phải, rất là đơn giản nha quý thầy cô giáo. Cái hoàn toàn nằm trong bàn tay của chúng ta. Vẫn còn biểu tượng hay ho khá, vẫn còn những tính năng hay ho khác không muốn chia sẻ, đó là quý thầy cô giáo. Mình sẽ nhìn vào hàng số 2. Hàng số 2 với cái biểu tượng đầu tiên đó là pen tool. Với cái pen tool này, quý thầy cô có thể trực tiếp ghi chú vẽ vời lên trên màn hình. Ok. Với cái highlight marker tool, mình cũng có thể vô nổi những cái dòng chữ nhất định ở trên màn hình. Muốn xóa điền thì mình phải click vào cái biểu tượng eraser tool. Xóa, 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 xóa. Nhưng mà nếu mà mình xóa đi từng nét một thì nó mất công quá. Nó mất công quá. Mình nên xóa đi tất cả mọi thứ chỉ với một cú click chuột thôi nha quý thầy cô giáo ơi. Mình nhìn vào hàng số 3.
Ok, và cái icon nằm ở vị trí trung tâm. Đó là cái biểu tượng giúp mình be on drawing. Sau một cú click chuột, tất cả mọi ghi chú vẽ vời trên màn hình nó đều sẽ biến mất đi. Chỉ sau một cú click chuột, chỉ với một cú click chuột. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Và có gì nữa, cô có thể tiếp tục chia sẻ đến lại quý thầy cô giáo. Ở hàng số 4, nó có cái biểu tượng giúp mình change the thing to pen, highlight, in eraser tool. All right. Và còn gì nữa, cô có thể tiếp tục chia sẻ, đúng là quý thầy cô giáo ạ. Chúng ta sẽ cùng di chuyển sang những hàng tiếp theo với những biểu tượng tiếp theo. Như trên màn hình, quý thầy cô giáo có thể thấy. Rồi, các thầy cô sẽ cùng tương tác với lại Khôi nha. Hàng số 5 với cái biểu tượng đầu tiên, đó là một cái post-it note. Với cái post-it note này, mình click, kéo vào trong màn hình, double click, và mình có thể nhập vào một cái text bất kỳ, như là hi. Ok. Mình sau đó có thể đóng tắt cái post-it note này với một cú click chuột. Nhưng mà cái icon vàng vàng nó vẫn đang còn xuất hiện trên màn hình. Để xóa đi hoàn toàn, để xóa nó đi hoàn toàn, mình sẽ kéo thả nó vào trong cái biểu tượng trash. Cái biểu tượng trash ở đây là cái biểu tượng thùng rác. Ok, cũng ở hàng số 5, mình có những cái biểu tượng giúp mình add a web link to the page hoặc là link a file to the page. Xin chú cùng những cái biểu tượng này, những cái icon này, những cái function này mình cũng ít khi nào sử dụng thôi nha. Và chúng ta cùng di chuyển sang hàng số 6. Hàng số 6 với cái biểu tượng giúp mình mask parts of the page. Cái biểu tượng giúp mình vẽ ra một cái mask. Với một cú click chuột, mình kéo con trỏ chuột vào trong màn hình. Mình nhấn chuột trái, mình vẽ ra một cái ô màu đen chẳng hạn. Mình có thể di chuyển cái ô màu đen này lên trên, xuống dưới, sang trái, sang phải. Mình có thể thay đổi kích thước của cái mask này. Ok, rồi. Để xóa đi cái mask này hoàn toàn, mình lại kéo thả nó vào trong cái biểu tượng trash nha quý thầy cô giáo. Ok, rồi. Chúng ta có những cái biểu tượng tiếp theo giúp mình add again to the page. Hoặc là mình add một cái text trực tiếp vào cái page luôn. Ok. Thì sau khi mình muốn add game, mình sẽ lựa chọn cái game, vân vân và vân vân. Alright. Và ngay bây giờ đây, chúng ta cùng di chuyển sang số 7. Hàng số 7, với cái biểu tượng đầu tiên, đó là show hide a blank page. Show hide. Thêm một cú click chuột, trang sách biến mất đi hoàn toàn. Click lại một lần nữa, các cái nội dung sách sẽ quay trở lại. Ok. Rồi. Chúng ta có cái keyboard. Cái on-screen keyboard này nó có một cái điểm đặc biệt, đó là cái Fanatic version. Thì với cái Fanatic version, quý thầy cô giáo có thể nhập vào, for example là những cái ký hiệu phiên âm của những cái từ mới mà mình giảng dạy. Ha. Như là cô ấy, she, chẳng hạn. Rồi rất là đơn giản, không có quá phức tạp. Thì phần hay của phần mềm nó vẫn còn đó, quý thầy cô giáo ạ. Mình sẽ nhìn vào góc dưới bên tay trái của màn hình. Chúng ta sẽ thấy cái tab. Cái tab này nó sẽ giúp mình firstly là cái tab help. Nó sẽ giúp mình truy cập tới một cái phần hướng dẫn sử dụng. Phần hướng dẫn sử dụng này nó chỉ có 5 trang. Nó chỉ có 5 trang nhưng mà nó rất là chi tiết, bài bản, đầy đủ. Với 5 trang này, quý thầy cô giáo có thể thao tác, học, nghiên cứu và sử dụng tự nhiên là thuộc thuộc ngay từ những cái lần đầu tiên tiếp xúc. Ok. Rồi, cô sẽ đóng tắt cái phần này đi. Cái tab số 2 từ trái vào trong, từ trái ngoài vào trong, mình sẽ có Teacher's Resource Book với những photocopyable worksheets mà quý thầy cô giáo có thể tạm định. Thì đây là một cái sample mẫu. Ok. Rồi, các thầy cô có thể nhìn thấy những cái worksheet như thế này. Song song là các cái worksheet, mình sẽ có luôn cái phần instructions và answer key. Chúng ta sẽ có luôn cái phần instructions và answer key như quý thầy cô giáo có thể thấy trên màn hình. Rồi, mình lại đóng tắt nó đi nha. Mình có cái phần audio. Tất nhiên là audio nó có thể được kích hoạt trực tiếp ngay trong trang sách của chúng ta, đúng không? Nhưng audio nó cũng được bố trí trong cái phần, let's say, audio resources nằm ở đây. Mình có class audio, mình có workbook audio, alright. Cái phần script nó có thể được trích xuất ra dưới hai định dạng PDF hoặc là định dạng Word. Với định dạng Word, Khôi khá là thích cái tính năng này. Mình có thể biến đổi cái bài nghe thành cái dạng bài tập filling the blank.
Mình xóa đi những cái keywords. Mình cho các em học sinh nghe lại và điền vào chú trọng. Đúng không quý thầy cô giáo? Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Vâng, và còn gì nữa không có thể tiếp tục chia sẻ, đó là quý thầy cô giáo ạ. Như trên màn hình, quý thầy cô giáo cũng có thể thấy. Chúng ta có video resources. Trong cái video resources này, quý thầy cô giáo có thể tiếp cận được tất cả những cái video được phát triển bởi nhà xuất bản Pearson. Chúng tôi cũng có những video được phát triển đồng thời song song với sự hợp tác và giám sát chặt chẽ của đài truyền hình phát thanh nổi tiếng thế giới, đó là BBC. Và để thay đổi không khí của chương trình, chúng ta cùng xem qua một số video clip như thế này nha quý thầy cô giáo. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Đã. Ok. Tan. Pom. Với những video clip của BBC thì Khôi tin chắc rằng cái việc mà mình cho các học sinh có được cái trải nghiệm nó sẽ vô cùng phong phú. Và nhân dịp nói tới video clip của BBC đó, thì Khôi muốn nhân đây cũng chia sẻ lại quý thầy cô giáo, đó là có thật thầy cô sẽ ngạc nhiên là trong cái series sách của nhà xuất bản Pearson đó, nếu như lớp 11 có những cái video của BBC thì lớp 7, lớp 8 của cấp 2 có video hay không? Hoặc là lớp 3, lớp 4 chúng ta có video hay không? Thì Khôi cũng muốn demo ngay đây, ngay trong phần mềm Active Teach. Đó là cho dù chúng ta đang dạy lớp 11, cho dù chúng ta đang dạy lớp 8, cho dù chúng ta đang dạy các cái lớp khác nhau, thì luôn luôn sẽ có cái phần video của BBC. Như Khôi đã nói, đó, mình sẽ xem qua một cái video của BBC. Nha. Đó, quý thầy cô giáo có thể cùng tương tác lại Khôi. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Hi, I'm Sean from BBC Learning English. I'm going to ask people in the streets of London about their hobbies, holidays, favourite TV programmes, how they use technology and other things. London is a huge and exciting city. There are nearly 10 million people living here, and even more visit it every year from all over the world. Let's see who I'll meet today and what they're going to tell me. Cái script của những cái... Who in your family uses technology the most? What do they use it for? I think my dad uses technology the most. He's always on his computer or his iPad, emailing people at work. And he's always using his phone much more than I do, probably just phoning other work colleagues, I guess. My mum uses technology, but she only really uses her computer to watch programs online. She doesn't know that much about how to use a computer. And then I guess I use my phone and my computer a lot to do uni work and write essays. And that's about it. So my boyfriend uses technology a lot for everything. He does use his computer or tablet or smartphone for anything, starting from the weather. My oldest brother uses the most technology. He's an architect and all his architecture and design programs. Ok. Và còn gì nữa không có thể tiếp tục chia sẻ đối với lại quý thầy cô giáo. Chúng ta đã tìm hiểu qua những cái tính năng rất là quan trọng của phần mềm giảng dạy Active Teach. Vậy thì ngay bây giờ đây, cô xin được review lại những cái thao tác ngay từ đầu. Chắc là quý thầy cô giáo vẫn còn nhớ. Cho dù chúng ta sử dụng bất cứ bộ giáo trình nào cấp độ thì chúng tôi đều bố trí cái cách sử dụng Active Teach tương tự như nhau. Và đối với lại lớp 11 thì cô xin phép được chia sẻ một lần nữa, sau khi chúng ta khởi động phần mềm thì chúng ta hoàn toàn có thể tận hưởng được những tính năng hay ho nhất, cập nhật nhất và thú vị nhất mà chúng tôi đã đưa vào trong bộ giáo trình. Và ngay bây giờ đấy, một lần nữa Khôi xin phép được chia sẻ toàn bộ màn hình với lại quý thầy cô giáo. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Tan. Ok, alright. Pom. Rồi. Okay. Như trên màn hình,
Quý thầy cô giáo cũng có thể thấy phần mềm sau khi được tải về và giải nén thì chúng ta chỉ cần click cái biểu tượng Start PC chỉ với một cú click chuột. Start PC thì quý thầy cô giáo ngay lập tức sẽ được cung cấp bốn cái option. Alright, mình click thêm một lần nữa vào trong màn hình thì sẽ có bốn cái option ở đây, đó là Save My Work, Create a New File và Save My Work, Add to an Existing File. Hai cái này thì mình ít khi nào mình sử dụng, mình không cần lưu lại những thay đổi trên màn hình của mình. Do đó mình sẽ chọn Don't Save My Work. Ok. Rồi mình lại click Start. Nửa bên dưới là thứ tự của trang sách hay là các unit quý thầy cô giáo. Nửa bên dưới, các thầy cô chắc là còn nhớ chứ, nửa bên dưới là thứ tự của các cái unit. Còn nửa bên trên là các cái trang sách. Mình sẽ vào unit 1 chẳng hạn. Rồi mình click vào cái trang số. Đây có mặt chúng ta có cái loading bar. Và ở góc dưới thì mình có cái tab là Help, Features, Resource, Quick, Resources, Video Resources. Mình sẽ có luôn một cái icon đó là Fanatic Chart. Với cái Fanatic Chart này, quý thầy cô giáo có thể cho các học sinh luyện tập phần phát âm, các cặp nguyên âm ở đây y ngắn y dài. E, ship, bit, gym. E, sheep, read, key. O, put, took, could. U, boot, food, rude. O, hello. Although, toast, ow, how, house, một số cloud. Khó không tồn tại trong tiếng Việt của chúng ta như là âm j, j, judge, larger, gym, sh, sh, shoe, fish, right. Nation. Cái phần toolbox, quý thầy cô giáo cũng có thể kích hoạt được một vài cái công cụ cũng khá là hay, đó là stopwatch cũng như là scoreboard. Với cái stopwatch này mình có thể canh chỉnh thời gian, start thời gian bắt đầu trôi đi, mình có thể stop, reset, hoặc là mình chọn cái tính năng countdown 2 phút chẳng hạn, thời gian bắt đầu đếm ngược lại. Ok, với các đội A, B, C, D mình có thể cộng trừ cái điểm số trong các cái game mà mình cho các đội chơi. Ok, thì cô đã chia sẻ tất cả những lý những gì liên quan tới phần mềm Activities và tin chắc rằng quý thầy cô giáo sẽ không gặp nhiều khó khăn trở ngại. Thì bây giờ chúng ta lại quay trở lại cái nội dung học thuật, nội dung chuyên môn nha quý thầy cô giáo. Song song với lại phần mềm Activities thì chúng ta cũng sẽ thường xuyên sử dụng cái slideshow PowerPoint được biên soạn bởi công ty giáo dục cách vườn. Mình đã tìm hiểu qua một cái slideshow liên quan tới vocabulary rồi. Thì bây giờ đây chúng ta sẽ cùng xem qua một cái slideshow được biên soạn cho một cái tiết dạy grammar, một cái tiết dạy ngữ pháp để mình xem là nó có những cái thành phần gì, cái cấu phần như thế nào. Nhà quý thầy nhỏ, các thầy cô có thể cùng hướng lên trên màn hình giúp cho cô ạ. Unit 2, Lesson 2, Grammar. Ok, Student's Book, Page Number 8. Thank you. Right. So what about the objectives? By the end of the lesson, students are able to use the past simple tense and the present perfect tense, apply learned vocabulary and the two tenses, and talk about healthy eating. All right, thank you. One more, and names. All right. Right. Begin. Chúng ta có một cái phần lead in, em ở đây. Rồi, tương tự một cái bài đọc với phần comprehension yêu cầu các bạn trả lời một cái câu hỏi cũng rất là đơn giản. Which restaurant would you most like to visit and why? Okay. Phần presentation. Tan 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 tan. Với phần review về cái form của cái thì past simple trước và tới cái form của thì present perfect, alright? Sau đó là cái phần use, okay? Tiếp theo mình sẽ có các cái bài tập như trên màn hình quý thầy cô giáo có thể thấy.
Nếu mình sử dụng slideshow, mình chỉ cần click vào cái biểu tượng, cái chìa khóa ở đây, nó chính là cái key. Cái answer key nó sẽ được show ra accordingly. Tức là đơn giản, dễ hiểu nha quý thầy cô giáo. From practice, sẽ có một cái bài tập đi vào chỗ trống với cái dạng tích hợp của động từ chia trong hoặc đường. Ok, mình phải chia cái dạng động từ ở trong hoặc đường một cách tích hợp. Alright. Production exercise number four. Chúng ta có những cái gợi ý để các học sinh có thể nói về bản thân của mình, sử dụng hai cái structures liên quan tới thì simple past và present perfect mà các bạn vừa mới học hoặc là vừa mới được ôn lại. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Rồi, có nghĩa là các cái hoạt động liên quan tới grammar cũng không có quá nhiều, nhưng cũng không có quá. Trước giờ giải lao, cô đã demonstrated some grammar games, đó là quý thầy cô giáo rồi. Thí dụ như là các bạn sẽ cùng tương tác lại mình trong các cái game Shout in the Circle, đúng không quý thầy cô giáo? Rồi, for example, mình có thể nói to một câu, cái câu đó đúng thì giơ tay phải, câu đó sai thì các bạn giơ tay trái, hoặc là câu đó đúng thì các bạn vỗ một tay, câu đó sai thì các bạn vỗ hai tay. Mình có một cái game tiếp theo liên quan tới Rolling the Dice. Chúng ta ở cái vị trí start, rồi mình bắt đầu mình đổ cái cục xiên đầu ở đây. Cái thứ tự, thí dụ như là nó là 3 đi, thì từ start mình sẽ đi 3 bước, recently, last week, this year. Thì mình yêu cầu các em học sinh đặt câu với cái từ this year. Ok, rồi từ this year mình lại đổ cái cục xiên đầu, đi thêm 5 bước chẳng hạn, 1, 2, 3, 4, 5 thì nó là sorry Mr. Turn, rồi mình lại đổ xiên đầu. Nó đi thêm 2 bước chẳng hạn, 1, 2, for a long time, thì các bạn phải đặt câu với for a long time, đúng không quý thầy cô giáo? Thì không biết là quý thầy cô giáo có thể cùng tư tắc lại khôi được không ạ? Các thầy cô có thể đặt câu với cái cụm từ for a long time giúp cho khôi được không ạ? Quý thầy cô đã làm gì for a long time? Và tất nhiên chúng ta sẽ sử dụng thì present perfect simple, đúng không quý thầy cô giáo? Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Okay. Quý thầy cô giáo ơi, có thể đặt câu tương tác lại khôi với cụm từ for a long time được không ạ? For a long time, for a long time. Tôi đã học tiếng Anh một thời gian dài rồi. I've studied English for a long time. Tôi đã yêu anh ấy một thời gian dài rồi. Tuyệt vời, man says, I've loved him for a long time. Okay. Còn câu nào nữa không ạ? Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Vâng. Rồi, chúng ta cùng di chuyển sang những nội dung tiếp theo. Mình dạy grammar thì mình sẽ có luôn cái phần wrap up. Rồi mình sẽ có luôn cái phần grammar focus. Tương tự như vậy, đúng không quý thầy cô giáo? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cái slideshow PowerPoint khác. Đó là lesson number 4. Cái bài học số 4 ở đây. Nó là một cái bài, một lần nữa, nó là grammar. Ok, rồi. Các thầy cô có thể cùng hướng dẫn cho mình. Giúp cho cô, cái phần này thì cô sẽ show qua rất là nhanh thôi. Đã. Cái cấu phần của bài học này nó cũng có những cái nội dung quen thuộc như là ok, aim, các cái game. Mình sẽ có cái phần lead in ở đấy. Alright. Free reading. Aims. Okay. Rồi mình có cái phần look. Listen. Agricultural sector. Vân vân. Rồi. Thì Khôi tin chắc là cái phần vocabulary và grammar nó không có làm khó được chúng ta. Vậy thì ngày hôm nay để mở rộng cái bài học này và để làm cho cái bài của chúng ta nó có một cái gì đó nó challenging dành cho quý thầy cô giáo, Khôi sẽ cùng quý thầy cô giáo mình tương tác với một hoạt động. Giả sử mình dạy nói cho các học sinh đi. Mình dạy nói cho các học sinh. Khôi cũng được công ty cánh buồm giao một cái đề bài. Đó là thầy Khôi ơi, thầy Khôi sẽ chọn một cái đề tài nào đó nó challenging một tí để trong cái năm học này, trong cái phần hội thảo mà mình làm việc đối với quý thầy cô giáo đó, sẽ có những cái challenge giúp quý thầy cô giáo cùng tương tác. Mà cảm thấy là ok, cái bài
ngày hôm nay nó có một cái gì đó nó mới lạ, nó không cứ bị bó buộc trong khuôn khổ của sách giáo khoa. Thì chắc là như trên màn hình quý thầy cô giáo có thể thấy, và ngay bây giờ đây quý thầy cô giáo cũng sẽ tương tác trực tiếp lời khối. Nếu chúng ta yêu cầu các học sinh nói về một cái đề tài mà các bạn phải speak at length, phải kéo dài cái bài nói của mình ra trong khoảng 2 phút chẳng hạn, thì các bạn sẽ phải triển khai ý tưởng như thế nào? Tôi lấy ví dụ, nếu quý thầy cô giáo phải nói, phải mô tả một cái tờ giấy trắng giống như vậy trong vòng 2 phút, thì các thầy cô sẽ nói được những cái chủ điểm gì? Không biết là có thầy cô nào sẵn sàng tương tác lời khôi không ạ? Quý thầy cô giáo ở bên Mensa School đi ạ. Mensa School ơi! Trường Mensa ơi! Không biết là các thầy cô ở bên trường Mensa có thể cùng tương tác lời khôi được không ạ? Nếu mình phải nói về cái đề tài này, mô tả một cái tờ giấy trắng, trắng tinh tường, chỉ một màu trắng, mà mình phải nói về nó trong vòng 2 phút, thì quý thầy cô giáo sẽ nói những gì ạ? Xin cảm ơn quý thầy cô giáo! Rồi! Rồi, khôi mời đại diện của trường Mensa nha. Các thầy cô có thể unmute bản thân và đích thân khôi sẽ mời trường Mensa. Rồi, Mensa School. Mensa hello. School. Yeah, hello. Can you hear me? I can hear your voice. Thank you. Rồi, mời cô giáo ạ. So, if I need to describe this paper, I will talk about its shape and its color, wonderful, its size. Great. Tuyệt vời. Còn gì nữa không cô? Rồi, cô có thể demo trực tiếp cho Khôi được không ạ? Cô có thể nói nha. Cô có thể nói và cô mô tả cái tờ giấy này giúp cho Khôi. Rồi, one, three, action. So, this is a white paper. All and right. Yes, I see nothing on it. And the paper is on one hand. All right. The paper is small. It has the same size as one hand. Okay. Cô nhìn nữa không cô? And the paper is rectangle. All right. Sure. It is rectangle. It's rectangular, to be more specific. Anything else? What can we use it for? So I can use this paper for many purposes. For example, I can draw a picture on it. I can write an essay on it. Okay. And I can use it to make a paper plan. Okay, cool. Thank you. Thì những cái nội dung mà cô giáo vừa chia sẻ đó, đâu đó nếu mình nói, mình speak at length, nó sẽ kéo dài khoảng 45 giây. 45 giây cho tới 60 giây, một phút đó. Bây giờ cô sẽ demo nha, những cái gì mình có thể vận dụng để mình nói. Tất nhiên là chúng ta sẽ đặt ra những cái câu hỏi who, what, how, where, when, why. Mình trả lời những câu hỏi này để mình có được cái ý tưởng nhé. Chúng ta sẽ tập trung vào cái phần mô tả với những tính từ opinion, size, age, shape, color, origin và material. Là mình sẽ mô tả được bắt gặp giấy ở đâu, giấy nó firstly được sử dụng khi nào, vân vân và vân vân. Và nếu mình chia cái trình tự nói thành một cái flow thì Khôi sẽ có một cái phần introduction, sau đó là cái phần description. Ok. Tiếp nó sẽ là cái phần những cái functions, những cái purpose khi mà mình sử dụng giấy. Tiếp theo nó là tại sao giấy có đặc biệt. Mình cho một vài cái ví dụ. Thì thường thường quý thầy cô giáo nói 1, 1, 2, 3, 1, 4. Mình sẽ nói được khoảng tầm đâu đó 1 phút 20 giây hoặc là 1 phút 30 giây là mình bắt đầu mình thấy mình đuối rồi. Mình đuối rồi. Nhưng mà tới cái phần mà mình kể chuyện đó, mình kể chuyện thêm đó, thì mình có thể kéo dài thêm 35 cho tới 40 giây. Ok. Và cuối cùng nó sẽ là cái phần conclusion. Thì tới đây Khôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa. Khôi làm việc cho nhà xuất bản Pearson và từ lâu rồi Khôi đã biết nhà xuất bản Pearson có một cái bài thi với giá trị tương đương như là bài thi IELTS, tức là bài thi PTE. Bài thi PTE hiện tại được sử dụng và chấp nhận tại tất cả những quốc gia nói tiếng Anh, tại tất cả những trường đại học lớn của thế giới. Cho nên quý thầy cô giáo hoàn toàn có thể yên tâm rằng khi mình sử dụng sách của nhà xuất bản Pearson, chúng ta hoàn toàn có thể chuẩn bị tốt cho các học sinh ứng biến trong những kỳ thi quốc tế, cho dù đó là PTE, cho dù đó là IELTS, đúng không quý thầy cô giáo? Và sau cái phần storytelling, kể một cái câu chuyện liên quan tới cái đề tài mình đang nói, mình sẽ đưa ra một cái conclusion. Thì Khôi sẽ làm mẫu ở đây nha quý thầy cô giáo. Khôi lấy ví dụ là
As an English teacher, I use paper on a daily basis. Therefore, today I'm greatly delighted to talk about this piece of paper. Obviously, paper was invented thousands of years ago. And this specific piece of paper I'm currently holding is pretty handy. I can hold it with my one hand. It is pretty small and it's still very new, so it looked white. Of course, paper is made from wood and wood is taken from the forest. So we can use paper for multiple purposes. Paper found at almost everywhere. For example, at school, at offices, even at the hospitals. For the most part, we use paper to record information. Knowledge of humans has recorded and from one generation to another. So that is the ultimate purpose of paper. Paper is, of course, useful because thanks to paper, students can, you know, take notes of what they learn in the classroom. Doctors can, you know, give the prescription to the patients and so on. So như cô đã nói, khi mình nói tới đây, mình nói tới 1, 2, 3, 4 và thường thường ấy, nó sẽ khoảng 20 giây. Để mình kéo dài thì cái chuyện chiêu ở đây nó sẽ một số năm. Đó là mình bắt đầu mình kể chuyện mình 20 năm trước, 30 năm trước, chất lượng giấy nó như thế nào, vân vân vân. On paper, you know, those days, I mean, 30 years ago. Those days, a notebook, for example, was very valuable. It was really something we designed, and notebooks were considered the prizes for students at school. The quality of paper those days was not as good as it is now. It is not completely white, but since then, it has changed dramatically thanks to technology. Paper is currently produced more, and the quality, the shape, the color of paper is, you know, perfect. However, in conclusion, I think we should use paper economically because if we overuse paper, we will destroy the forest. And I think in order to prevent deforestation, we should consider, you know, using paper in a really necessary situation. I myself, you know, have some alternatives. In addition to paper, I use my electronic devices, you know, with an S Pen, for example, and I can take notes, you know, in some instant cases. But to be honest, I prefer using the traditional pens, pencils, and paper because the feeling is authentic. I simply love it. Thì đó, Khôi vừa mới demo một cái phần giống như vậy cho quý thầy cô giáo. Và với một cái mạch bài giống như vậy, với một cái cách triển khai giống như mình hoàn toàn có thể cover bất cứ một cái đề tài nào trong vòng 2 phút. Đặc biệt là cái tuyệt chiêu là mình phải biết kể chuyện nha quý thầy cô giáo. Tất cả mọi câu chuyện, tất cả mọi thứ nó đều bắt đầu từ câu chuyện cả. Không biết là mình làm việc vào cái phiên buổi chiều này nó cũng khá là mệt mỏi cho quý thầy cô giáo, cho nên là cái kế hoạch này, cái kế hoạch làm việc này mình sẽ kết thúc vào 16:30 thôi. Mình sẽ làm việc 2:30 thôi nha. Và trước khi chúng ta phần hỏi đáp để tổng kết lại những gì mà Khôi đã chia sẻ với quý thầy cô giáo, thì một lần nữa Khôi lại có một cái món quà gửi tặng đến quý thầy cô. Tất nhiên đây chỉ là một cái món quà về mặt tinh thần mà thôi, lại là một bài tôi muốn hát tặng và gửi tặng đến cho quý thầy cô giáo. Vâng, bài hát này của chúng ta có tên là, hồi nãy mình hát cái bài Take Me to Your Heart, đúng quý thầy cô giáo? Bây giờ mình sẽ hát một cái bài có tên là Within You Remain. Bài này cũng đơn giản, các thầy cô nào biết thì có thể hát chung với lại Khôi ạ. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Thank you. Ten.
facing the world with empty hands, I could disappear into the dark. And you were the one who could make my dream come true, my dear, with you. And when you're not around, my heart's too still. Good thing you remain and always will. Says there is another man who would end up here. I loved you. All my years, I need you more than I have ever given. Never felt like this before. Thời gian thấm thoát thôi đưa, quay đi quay lại buổi trưa rồi. Thì như cô đã nói, vì mình làm việc học phim buổi chiều, các thầy cô cũng chắc là mệt mỏi, và chúng ta làm việc online nữa, cho nên cô cảm thấy là 2 tiếng 30 phút là đủ rồi. Vì thì trong ít phút còn lại, không biết là quý thầy cô có thể đặt ra câu hỏi để cho cô có thể trực tiếp trả lời trên phòng Zoom này được không ạ? Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Không biết là có câu nào các thầy cô có thể đưa ra để cho Khôi thay mặt cho công ty giáo dục Cánh Buồm và nhà xuất bản kia sẽ có thể hồi đáp với những cái câu trả lời của mình được không ạ? Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Dạ vâng. Thì sau một buổi tập chúng ta sẽ luôn có thu hoạch. Chắc là ngay bây giờ đây, nếu quý thầy cô giáo không có câu hỏi nào khác thì ở đây anh Anna cộng với lại cô cũng một lần nữa xin chia sẻ lòng biết ơn và một cái sự tri ân đến toàn thể quý thầy giáo đã tham dự buổi tập huấn ngày hôm nay. Chúng ta còn một cái task cuối cùng, một cái nhiệm vụ cuối cùng nho nhỏ nhẹ nhàng cuối cùng thôi, đó là mời quý thầy cô cùng hướng lên trên màn hình và quý thầy cô dùng điện thoại của mình để quét cái QR code này giúp cho cô. Cái QR code này không phải là cái QR code phiếu đăng ký, mà đây là cái
QR code bài thu hoạch. Bài thu hoạch chia sẻ cảm tưởng, cảm nghĩ về cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì ngay bây giờ đây một lần nữa Khôi xin được sẻ toàn bộ màn hình. Đúng là quý thầy cô giáo, quý thầy cô có thể quét cái QR code này để mà mình hoàn tất cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo. Trong meeting chat chúng ta cũng có một đường link, chúng ta cũng có một cái đường link ở một cái file doc.google, là quý thầy cô có thể trực tiếp click vào đó để hoàn tất cái bài thu hoạch. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo ạ. Chào tạm biệt quý thầy cô. Chào tạm biệt quý thầy cô. Hẹn gặp lại quý thầy cô trong thời gian sớm nhất ạ. À.